Hậu duệ kiếm thần. Diệp Quân. Tập 66. Thật ra thần giã cũng ngày càng tò mò với thế lực bí ẩn đứng sau Diệp Quân. Ông ta muốn biết sốt cuộc thế lực bí ẩn sau lưng Diệp Quân mạnh đến mức nào, vì cả quá trình này, ông ta phát hiện Diệp công tử có rất nhiều lá bài tẩy, dù đến tận bây giờ, trực giác vẫn nói với ông ta là Diệp công tử vẫn còn lá bài tẩy. Ông ta muốn xem rốt cuộc lá bài tẩy chân chính của Diệp Quân này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Lúc này, Diệp Quân ở phía xa đột nhiên nói, bắt đầu từ bây giờ, mọi thứ của đạo thị đều sẽ thuộc về ta. Dứt lời, hắn lập tức gọi Triệu lão ra. Diệp Quân nhìn về phía Triệu lão, ông ta vội vàng cúi chào, nét mặt còn cung kính hơn cả trước đây. Không thể không nói, lúc nào ông ta cảm thấy vô cùng rung động. Vì ông ta không ngờ Diệp Quân lại giết chết Đạo Nhiên. Thật kinh khủng. Dù ông ta biết nguyên nhân rất lớn là nhờ vào thanh thần kiếm này, nhưng dù thế vẫn rất là đáng sợ, vì Diệp Quân hiện tại chỉ mới ở cảnh giới thiên quân mà thôi. Lúc này ông ta rất vui mừng vì bản thân có một sự lựa chọn sáng suốt, nếu không e rằng kết cục của ông ta bây giờ cũng không được tốt lắm. Triệu lão thôi suy nghĩ, sau đó nói, Diệp thiếu. Thu nhập hàng năm của đạo thị đều sẽ được đưa vào đạo kho, mà đạo kho này nằm trong nhẫn không gian của đạo nhiên. Nghe thấy thế, Diệp Quân lập tức mở lòng bàn tay, một chiếc nhẫn không gian xuất hiện, đây là nhẫn không gian hắn lấy được sau khi giết chết đạo nhiên. Thấy nhẫn không gian, sắc mặt Cô Tô lão nhân nhất thời thay đổi, Diệp công tử, rất nhiều thứ trong chiếc nhẫn này đều là của thế lực lớn. Lão ta còn chưa nói xong thì Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Cô Tô lão nhân thầm thấy căng thẳng, lập tức không dám nói nữa, lão ta biết thiết niên trước mắt đã muốn giết mình. Thần giã cũng nhíu mày, Cô Tô lão nhân này thật quá là không biết điều, ông ta vì niệm tình nên mới cầu xin Diệp Quân, mà bây giờ người này lại không biết trân trọng, vẫn còn nói nhảm ở đây là thế nào. Thấy ánh mắt của thần giã, Cô Tô lão nhân thầm nhíu mày, nét mặt hơi phức tạp, lúc này lão ta mới hiểu ra một chuyện. Đó là Diệp công tử trước mắt hoàn toàn không sợ những thế lực lớn kia. Nếu sợ hay kiêng dè gì, chắc chắn hắn đã không ngang nhiên đến tấn công đạo thị. Nhưng điều khiến lão ta thấy nghi ngờ là ngoài nhà họ thần, thì trên đời này còn thế lực nào mạnh hơn chấn tộc và khu vực cổ hoang sao? Ở cách đó không xa, sau khi lấy nhẫn không gian ra, Diệp Quân cũng không lập tức mở nó mà quay đầu nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch ở bên cạnh. Hắn khẽ mỉm cười rồi đưa nhẫn cho họ. Cười nói, các ngươi chọn trước đi, thích cái gì thì cứ lấy, còn lại thì ta giữ là được. Nghe thấy lời của Diệp Quân, thần giã lắc đầu cười khẽ, Diệp công tử này đúng là quá rộng rãi. Lúc nghe thấy lời của Diệp Quân, Nhị Nha và Tiểu Bạch đều nở nụ cười, đứa cháu này rất ngoan, rất có hiếu. Nhị Nha nhận lấy nhẫn không gian rồi cùng xem với Tiểu Bạch, sau đó, hai người lấy một con dấu màu đỏ thẫm ra. Thấy con dấu này, sắc mặt Triệu lão và Cô Tô lão nhân đều thay đổi, Cô Tô lão nhân vừa định nói gì đó thì thần giã lại nhìn lão ta một cái. Nhìn thấy ánh mắt của thần giã, Cô Tô lão nhân vội vàng im lặng. Triệu lão thì chỉ cười khổ, trong mắt lộ vẻ hâm mộ. Diệp Quân nhìn thoáng qua con dấu màu đỏ kia, hắn biết thứ này có thể được Nhị Nha và Tiểu Bạch vừa ý chắc chắn là không tầm thường, hai người này rất kén chọn, thứ bình thường hai người còn không thèm nhìn. Diệp Quân hơi tò mò hỏi Triệu lão bên cạnh, đây là gì vậy? Triệu lão trầm giọng nói, đây là thần vật ấn ngân hà do người của đạo thị trước đây làm ra, thứ này là bảo vật cảnh giới thần đạo, có thần tính của riêng mình, uy lực rất mạnh. Ở trong tay cao thủ cảnh giới thần đạo, nó sẽ phát huy ra thực lực càng đáng sợ hơn. Nhưng thứ này rất kiêu ngạo, hai cung chủ nhiệm kỳ sau đều không được nó nhận làm chủ. Nghe thấy lời của Triệu lão, sắc mặt Cô Tô lão nhân ở bên cạnh nhất thời hơi khó coi, đúng là như thế, trước đây khi lão ta tiếp nhận đạo thì cũng có nhận được ấn ngân hà này, nhưng ấn ngân hà lại không nhận lão ta làm chủ. Cô Tô lão nhân trầm giọng nói, thần vật này khá có tình cảm, ngoài cung chủ đời đầu, nó sẽ không nhận người khác làm chủ. Lão ta vừa nói hết câu, ấn ngân hà kia đột nhiên bộc phát ra một tia kim quang bay vào giữa chân mày Tiểu Bạch. Nhận chủ. Thấy cảnh này, nét mặt Cô Tô lão nhân trở nên cứng đờ. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, hắn phát hiện không có thần vật nào mà Tiểu Bạch không thể thu phục cả. Cô bé này dù cả lơ phất phơ nhưng thật sự rất có bản lĩnh. Nhị Nha trả nhẫn không gian lại cho Diệp Quân,
sau đó nói, chúng ta chỉ lấy thứ này thôi. Diệp Quân cười hỏi, có muốn lấy thêm mấy món nữa không? Nhị Nha lắc đầu, không cần, toàn là mấy thứ rác rưởi. Diệp Quân đen mặt, sắc mặt cô Tô lão nhân bên cạnh cũng hơi khó coi, người này vừa nói gì? Bảo bối của đạo thị đều là rác rưởi. Lúc này, Triệu lão Trần nói, Diệp công tử, còn nhà họ Kỳ. Diệp Quân nhìn về phía Triệu lão trầm giọng nói, trong những thế lực tham gia vây giết Diệp công tử lần này còn có nhà họ Kỳ. Ông ta hận nhà họ Kỳ thấu xương. Diệp Quân gật đầu, vậy chúng ta lập tức đi đến nhà họ Kỳ. Nghe thấy thế, Triệu lão lập tức mừng rỡ, để ta dẫn đường. Diệp Quân gật đầu, sau đó dẫn Nhị Nha và Tiểu Bạch đi theo Triệu lão. Thần Dã nhìn về phía cô Tô lão nhân, sau đó nói, đi đi. Cô Tô lão nhân khẽ thở dài, Thần Dã, ta biết Diệp công tử này có lai lịch không đơn giản, nhưng ông nên biết sự đáng sợ của khu vực cổ hoang và chấn tộc, trong chiếc nhẫn không gian hắn đang giữ có rất nhiều báu vật của hai thế lực này. Thần Dã gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Cô Tô lão nhân hơi tò mò, rốt cuộc hắn có lai lịch thế nào vậy? Thần Dã lắc đầu, ta cũng không biết. Cô Tô lão nhân ngạc nhiên, ông không biết ư? Thần Dã gật đầu, ta cũng không hiểu rõ về lai lịch của hắn hơn ông là bao, nhưng có thể chắc chắn lai lịch của Diệp công tử này rất không đơn giản, nói cách khác chỉ với linh tổ và ác thú kia. Nói đến đây, ông ta chợt nhớ đến tiểu tháp. Ngoài linh tổ và ác thú, tiểu tháp kia cũng rất kinh khủng. 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài, đây là chuyện kinh khủng đến mức nào? Những người đi theo Diệp Quân và những thứ Diệp Quân mang bên người đều không có cái nào là đơn giản. Cô Tô lão nhân không nói gì thêm, lão ta nhìn xung quanh bằng ánh mắt phức tạp, bắt đầu từ bây giờ, đạo thị này đã là của người khác rồi. Dù hơi không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Cô Tô lão nhân xoay người chậm rãi rời đi, lúc này trông lão ta già đi rất nhiều. Thần Dã nhìn theo bóng lưng của lão ta, khẽ thở dài rồi xoay người đi. Nhà họ Kỳ. Lúc này tất cả cao thủ của nhà họ Kỳ đều đã tập trung, toàn bộ nhà họ Kỳ như sắp gặp phải kẻ thù đáng sợ. Vì bọn họ đã biết tin đạo nhiên của đạo thị bị Diệp Quân giết chết. Khi biết đạo nhiên của đạo thị bị Diệp Quân chém chết, Kỳ Lăng cảm thấy nổi da gà. Ông ta không ngờ sau khi tấn công đến đạo thị, Diệp Quân lại thẳng thừng xử lý đạo nhiên. Phải biết rằng đạo nhiên này là cao thủ cảnh giới thần đạo. Hơn nữa đạo thị còn có nhiều cao thủ và đạo sát trận đáng sợ trong truyền thuyết. Sau nỗi kinh ngạc thì chính là sợ hãi sâu đậm. Vì ông ta biết rõ thực lực của nhà họ Kỳ thua xa đạo thị, mà Diệp Quân có năng lực xử lý đạo thị thì chắc chắn sẽ có năng lực tiêu diệt nhà họ Kỳ. Kỳ Lăng chậm rãi nhắm mắt lại, một lát sau ông ta chợt nói, Kỳ Mạc. Kỳ Mạc với sắc mặt tái nhợt đến mức đáng sợ chậm rãi bước ra từ trong đám người, mà lúc này, tất cả người nhà họ Kỳ trong điện đều đang chú ý đến ông ta. Nếu không vì lúc trước Kỳ Mạc gây chuyện với Diệp Quân kia, thì hôm nay nhà họ Kỳ cũng không đến mức phải đối diện với mối nguy diệt tộc. Đây thật sự là cặn bã của gia tộc. Lúc này đương nhiên Kỳ Mạc cũng hơi sợ hãi, vì ông ta biết chắc chắn Diệp Quân và Triệu Lão chắc chắn sẽ trả thù, chưa nói đến Diệp Quân và Triệu Lão mà chắc chắn nhà họ Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho ông ta. Thật sự thì lúc này ông ta đã thấy hối hận rồi. Lúc đầu khi Diệp Quân mời ông ta cùng đối phó với đạo thị, ông ta chọn từ chối. Nếu không từ chối thì nhà họ Kỳ đã cùng Diệp công tử này xử lý đạo thị, khi đó chắc chắn nhà họ Kỳ sẽ nhận được rất nhiều lợi lộc, mà chắc chắn ông ta cũng sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Tiếc là bây giờ, Kỳ Mạc khẽ thở dài, bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Lúc này, Kỳ Lăng đột nhiên nói, Mạc trưởng lão, ta muốn mượn một thứ của ông. Kỳ Mạc thầm thấy kinh hãi, đề phòng hỏi, cái gì? Kỳ Lăng nhìn chằm chằm Kỳ Mạc đầu. Sắc mặt Kỳ Mạc thoáng chốc thay đổi. Một khắc sau, Diệp Quân và Triệu Lão đi tới nhà họ Kỳ, vừa mới đến nơi, Diệp Quân đã phát hiện Kỳ Lăng dẫn theo một nhóm người nhà họ Kỳ đang đợi hắn. Mà trong tay Kỳ Lăng còn có một cái đầu đầm đìa máu, cái đầu này chính là của Kỳ Mạc. Diệp Quân hơi ngạc nhiên. Triệu lão nhìn đầu Kỳ Mạc với nét mặt u ám, thật sự thì ông ta cũng hơi bất ngờ, vì ông ta không ngờ nhà họ Kỳ lại dở trò như thế. Kỳ Lăng nhìn thấy Diệp Quân thì lập tức cúi thấp người, Diệp công tử. Lúc này,
ông ta chỉ có thể làm thế mà thôi, mất mặt vẫn tốt hơn là mất mạng. Diệp Quân cười nói, Kỳ gia chủ, ông làm gì thế? Kỳ Lăng nghiêm túc nói, Diệp công tử, bây giờ ta mới phát hiện Kỳ Mạc cấu kết với đạo nhiên dưới tình huống ta không biết, muốn làm hại Diệp công tử, hay, trong gia tộc xuất hiện người thế này thật đúng là bất hạnh. Diệp Quân nhìn chằm chằm Kỳ Lăng, không nói một lời. Kỳ Lăng sa sầm mặt, ông ta biết không bỏ ra cái gì là không được, vì thế ông ta lấy ra một chiếc nhẫn không gian cung kính đưa tới trước mặt Diệp Quân. Diệp công tử, đây là chút tấm lòng của nhà họ Kỳ chúng ta, xin cậu nhận cho. Diệp Quân nhìn thoáng qua chiếc nhẫn không gian, bên trong có hai tổ mạch. Triệu lão nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân khẽ mỉm cười, tấm lòng. Kỳ Lăng gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nghiêm túc nói, ngu xuẩn, giết các người xong thì toàn bộ nhà họ Kỳ đều thuộc về ta còn gì, ra tay. Dứt lời, thần giã và nhị nha lập tức xông lên. Thấy nhị nha và thần giã ra tay, vẻ mặt Kỳ Lăng nháy mắt biến đổi, ông ta gầm lên, hành động. Ông ta không ngờ tên trước mắt này lại trực tiếp ra tay. Giọng nói vừa dứt, vô số cường giả nhà họ Kỳ xung quanh lao về phía thần giã và nhị nha, nhưng cường giả nhà họ Kỳ hoàn toàn không phải đối thủ của thần giã và nhị nha, nhất là nhị nha, cô bé vừa xông lên đã như hồng thủy bộc phát, nháy mắt đã nghiền nát cả mấy chục cường giả nhà họ Kỳ. Sau đó cô bé lao thẳng đến chỗ Kỳ Lăng. Thấy nhị nha lao về phía mình, sắc mặt Kỳ Lăng thay đổi ngay lập tức, ông ta xòe bàn tay, một thanh trường đao xuất hiện, sau đó ông ta chém ra, một luồng đao mang vạn trượng phóng ra từ trường đao của ông ta. Bùm! Nhưng đao mang này ngay tức khắc đã bị một đấm của nhị nha phá vỡ, tiếp đó Kỳ Lăng bị đánh văng ra cả vạn trượng. Ông ta vừa dừng lại, trường đao trong tay đã vỡ tan. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Lăng vô cùng kinh hãi, nhưng đúng lúc này, nhị nha lại xông lên lần nữa, thời không trước mặt ông ta liên tục vỡ tan, một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa nghiền ép khiến ông ta không thở nổi. Trong lòng Kỳ Lăng kinh hãi, ông ta vội nói, tế trận. Vừa nói ông ta vừa liên tục lùi lại, không dám đỡ lại cú đấm của nhị nha, bởi vì cú đấm vừa rồi của cô bé không chỉ làm vỡ đao của ông ta mà còn làm vỡ cả ngũ tạng của ông ta. Suýt nữa cơ thể đã nát bấy, thực sự quá đáng sợ. Kỳ Lăng vừa dứt lời, hàng trăm luồng thần quang phóng lên từ nhà họ Kỳ, hợp thành một bức màn sáng che trời khổng lồ, những luồng khí đáng sợ không ngừng tuôn ra từ lớp màn sáng che trời ấy, cả thế giới đều trở nên hư ảo, cực kỳ hãi hùng. Lúc này giọng của Triệu lão nặng nề vang lên trong đầu Diệp Quân, đây là thiên nguyên trận bảo vệ đại trận của nhà họ Kỳ. Do tổ tiên nhà họ Kỳ sáng tạo ra, uy lực cực mạnh. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười tâu toét, sau đó vung móng vuốt, thiên nguyên trận rung lên, giây tiếp theo nó bộc phát ra một luồng sức mạnh kinh khủng ập về phía cường giả nhà họ Kỳ. Nhìn thấy cảnh này, các cường giả của nhà họ Kỳ đều ngẩn người. Cái quái gì vậy? Sao trận pháp này lại đầu hàng kẻ thù? Mẹ kiếp! Triệu lão nhìn cảnh trước mặt cũng sững người. Trực tiếp dụ địch theo mình à? Thật khó tin. Ông ta nhìn Tiểu Bạch thật sâu, lúc này ông ta chợt phát hiện Tiểu Bạch đi theo Diệp Quân mới là đáng sợ nhất, trông nó có vẻ vô hại nhưng thực ra năng lực lại rất kinh khủng. Mà lúc này Kỳ Lăng cũng đã hoàn toàn chết lặng. Trận pháp này làm sao thế? Chống lại người của mình hả? Chuyện quái quỷ gì thế này? Mà lúc này, trận pháp lại khởi động một lần nữa. Lại một luồng sức mạnh đáng sợ khác ập về phía cường giả nhà họ Kỳ. Lập tức, một loạt cường giả của nhà họ Kỳ đã chết. Lúc này, nhị nha cũng một lần nữa lao đến trước mặt Kỳ Lăng, ông ta kinh hoàng, vội lấy lệnh bài cổ ra bóp nát. Bùm! Một ánh sáng trắng phát ra từ lệnh bài, sau đó một luồng khí thế cổ xưa lan ra khắp đất trời. Diệp Quân nhìn về phía bầu trời, ở nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng. Ông ta hơi nhắm mắt, chắp hai tay sau lưng, trên người tràn ngập khí thế đáng gờm. Lúc này thần giã cũng đã tới bên cạnh Diệp Quân, thấp giọng bảo, đây hẳn là tổ tiên của nhà họ Kỳ, đã từng là cường giả cảnh giới thần đạo 6 phần thần tính. Cảnh giới thần đạo 6 phần thần tính. Diệp Quân nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc, người trước mắt này không phải bản thể mà chỉ là hư tượng, nhưng dù vậy vẫn toát ra khí tức hơn hẳn mọi người đang có mặt kể cả thần giã. Chỉ trừ nhị nha.
Lúc này thần giã cũng nói, năm phần thần tính là một trở ngại của đạo, qua được trở ngại này, mỗi lần nâng cấp là một phần, lần nào cũng khó như lên trời, nhưng nếu tăng lên được thì thực lực cũng sẽ có sự thay đổi chấn động. Diệp Quân khẽ gật đầu, cảm nhận được rồi. Cường giả của nhà họ Kỳ nhìn thấy người đàn ông trung niên này thì đều từ từ quỳ xuống. Người đàn ông trung niên mở mắt ra, nhìn xung quanh, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, cuối cùng ánh mắt ông ta dừng ở Nhị Nha, cô bé đang liếm kẹo hồ lô, không nói gì. Sau đó người đàn ông trung niên mới nhìn Diệp Quân, đương nhiên ông ta nhìn ra được nhân vật chính ở đây chính là thanh niên này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân, trong mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên, ba loại huyết mạch. Diệp Quân cũng hơi ngạc nhiên, hắn đã nhờ tháp gia che giấu khí tức giúp, nhưng không ngờ người đàn ông trung niên này vẫn nhìn ra được. Xem ra phải tăng sức mạnh cho tháp gia thôi. Người đàn ông trung niên xòe tay, một luồng khí thế khóa chặt Kỳ Lăng đang quỳ bên dưới, một lúc sau ông ta đã biết được toàn bộ mọi chuyện, ông ta nhìn người nhà họ Kỳ đang quỳ. Trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, tự làm tự chịu. Nói xong ông ta từ từ biến mất. Thấy thế, người nhà họ Kỳ đều sững sờ. Thế này là có ý gì? Kỳ Lăng vội nói, tổ tiên, xin hãy cứu nhà họ Kỳ. Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ liếc Diệp Quân rồi hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt nhóm Kỳ Lăng đều trở nên tái mét. Diệp Quân mặt không đổi sắc, giết. Theo lệnh của Diệp Quân, thần giã và Triệu lão cùng với Nhị Nha đồng loạt xông lên. Trong vòng chưa đầy một khắc, tất cả cường giả nhà họ Kỳ đều đã bị giết hết. Diệp Quân cầm nhẫn không gian đưa tới trước mặt Nhị Nha, cười bảo, mọi người chọn trước đi. Nhị Nha và Tiểu Bạch nhìn nhau, sau đó lắc đầu. Họ không ưng ý cái nào hết. Diệp Quân mỉm cười, cất nhẫn không gian đi, tính cả nhẫn không gian của nhà họ Kỳ và nhẫn không gian của đạo thị. Hiện giờ hắn đang rất giàu, trong hai chiếc nhẫn không gian có 12 nguồn tổ mạch, trong đó đạo thị đã có 8 nguồn, phải công nhận là đạo thị thật sự rất giàu. Cộng thêm 12 nguồn tổ mạch này, hiện giờ hắn đã có 21 nguồn tổ mạch. Ngoài ra còn có hàng trăm loại thần bảo, các loại linh đan, linh thảo, nhất là tổ nguyên, bây giờ hắn đã có cả mấy vạn đạo, hầu hết những thứ này đều lấy được từ đạo thị. Mà những thần bảo này cũng có giá trị rất cao. Nếu mang đi bán chắc chắn có thể đổi được không ít tổ nguyên. Tóm lại lần này hắn thật sự kiếm được rất nhiều tiền. Như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân xòe tay ra, một chiếc nhẫn không gian bay tới trước mặt thần giã, trong nhẫn không gian có một nguồn tổ mạch. Thần giã cũng hơi bất ngờ, Diệp tiểu hữu, đây là... Diệp Quân cười bảo, trận chiến với đạo thị may nhờ có tiền bối, đây là thứ tiền bối xứng đáng nhận được. Thần giã lắc đầu. Không liên quan đến ta. Ông ta biết rõ trận chiến đạo thị có thể chiến thắng hoàn toàn là nhờ vào Nhị Nha, Tiểu Bạch và bản thân Diệp Quân, không liên quan đến ông ta lắm. Nhưng Diệp Quân lại cười bảo, ông cứ nhận lấy đi. Thần giã do dự một chút rồi nói, cảm ơn. Nói xong ông ta nhận lấy nhẫn không gian. Diệp Quân quay đầu nhìn Triệu lão bên cạnh, sau đó bảo, tuy đạo cung đã bị ta phá, nhưng đạo thị vẫn cần tiếp tục vận hành. Triệu lão gật đầu ngay, nên vận hành. Mỗi năm đạo thị đều có thể mang đến lợi ích cực lớn, nếu cứ hủy bỏ luôn thì tiếc quá. Diệp Quân nhìn Triệu lão, không nói gì. Triệu lão chợt hơi căng thẳng, đương nhiên cũng hơi kích động, bởi vì ông ta biết rất rõ ứng cử viên sáng giá nhất để quản lý đạo thị hiện giờ chính là mình. Diệp Quân cười, ông liên lạc với tất cả người đạo thị đi, bảo họ đến gặp ta. Triệu lão hơi thất vọng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Cung kính đáp được. Nói xong ông ta lui đi. Lúc này thần giã cũng nói, Diệp tiểu hữu định để Triệu lão giúp ngươi quản lý đạo thị à? Diệp Quân lắc đầu. Thần giã cũng hơi ngạc nhiên. Diệp Quân cười khẽ, ta sẽ để người của mẹ ta đến quản lý đạo thị. Không phải hắn không tin tưởng Triệu lão, mà là hắn thấy thương hội có thể mang lại lợi ích lớn như đạo thị vẫn nên để người của mình quản lý thì thích hợp hơn, lợi nhuận hàng năm thật sự quá nhiều. Bản thân hắn lại không có thời gian quản lý, vì thế lâu dần chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Nghe Diệp Quân nói thế, thần giã gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quân đột nhiên lên tiếng, thần giã tiền bối nói thêm cho ta nghe về khu vực cổ hoang và trấn tộc đi. Thần giã hơi bất ngờ, vì sao?
Diệp Quân cười, đạo thị này là một phần của họ, ông cảm thấy họ sẽ từ bỏ chứ? Thần Dã lắc đầu cười, ta cứ tưởng tiểu hữu không để tâm đến bọn họ chứ? Diệp Quân khẽ lắc đầu, không phải không để tâm, mà là ta không còn lựa chọn nào khác. Đạo thị ức hiếp ta như vậy, ta chỉ có thể tiêu diệt họ, còn nhân quả sau khi diệt họ thế nào, ta cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nhưng trước khi bọn họ tới tìm ta, ta vẫn phải tìm hiểu thêm về họ. Thần Dã trầm giọng bảo, thật ra ta cũng không biết nhiều về hai thế lực này lắm, bởi vì bọn họ rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời, nói đơn giản là rất bí ẩn, vô cùng bí ẩn. Nói đến đây ông ta nhìn Diệp Quân, người cũng rất bí ẩn. Diệp Quân bật cười, ông nội và cha ta quá kín tiếng, còn cô của ta. Thần Dã tiếp lời, cũng rất kín tiếng. Diệp Quân gật đầu, cả nhà ta đều rất kín tiếng. Lúc này nhị nha ở bên cạnh bỗng lên tiếng, cha ngươi rất biết lừa người. Tiểu Bạch gật đầu ngay, tỏ ý đồng ý. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Nhị nha nói tiếp, đi đến đâu cha ngươi cũng lừa người ta. Nói đến đây, cô bé nhìn Diệp Quân, ngươi thành thật hơn cha ngươi một chút. Diệp Quân cười ngượng, không dám nói tiếp. Nhị nha có thể nói bừa về cha, nhưng hắn không dám, vì hắn biết rõ dù nhị nha có nói trước mặt cha như thế. Cha cũng không giận, nhưng hắn thì không, nếu bị đánh thì cũng là cha đánh con, nhận đòn vô ích. Nhưng Diệp Quân vẫn tò mò, vì thế hắn hỏi, trước đây cha ta giỏi lừa gạt lắm à? Nhị nha gật đầu, đúng thế, đi tới đâu hắn cũng lừa, còn mượn ta và Tiểu Bạch không ít đồ, nói là để sau này con trai trả. Nói đến đây, cô bé và Tiểu Bạch đều nhìn Diệp Quân. Diệp Quân, khảo cổ không? Con trai trả. Mặt Diệp Quân đầy vạch đen, thế là thế nào? Chuyện này mà cha cũng làm ra được à? Hơn nữa ở thời đại năm xưa hình như hắn còn chưa ra đời mà. Con trai còn chưa có mà đã bảo mượn tiền xong để con trai trả. Phải nói là thật sự hơi khó tin đấy. Nhị nha nhìn Diệp Quân, vô cùng nghiêm túc nói, thật đấy. Diệp Quân do dự một lúc rồi đáng thương nói, ta nghèo lắm. Nhị nha hờ hững nhìn hắn, nhìn ra được. Diệp Quân, nhị nha vỗ vai hắn rồi bảo, yên tâm đi, chúng ta không bắt ngươi trả tiền đâu, dù sao ngươi vẫn còn nhỏ. Diệp Quân lắc đầu cười, không thể không nói cha hắn đỉnh thật đấy, mượn đồ xong để con trai trả. Người bình thường chắc chắn không làm được chuyện này. Nhị nha đột nhiên bảo, cháu trai, đi trộm mộ, à không đúng, đi khảo cổ không? Diệp Quân bất ngờ, khảo cổ. Nhị nha gật đầu, đi tìm động phủ bí cảnh cổ xưa, đa phần những động phủ ấy đều không có chủ, chỉ cần tìm được thì sẽ là của chúng ta, khi mẹ ngươi chưa giàu cũng tới đó đấy. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Tiểu Bạch hưng phấn quơ móng vuốt. Diệp Quân ngờ vực nhìn nhị nha liếm kẹo hồ lô rồi bảo, ý của ta là mẹ ngươi có rất nhiều thứ thú vị, nhất là thứ có thể nổ. Diệp Quân. Nhị nha nhìn hắn, đi không? Diệp Quân lập tức đáp, đi. Đương nhiên là đi rồi. Đi theo hai bà cô tổ này không muốn phát tài cũng khó. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân lại nói, nhưng phải chờ ta vài ngày đã, chờ ta giải quyết xong việc rồi đi cùng hai người, có được không? Nhị nha gật đầu, được. Trên mặt Diệp Quân hiện lên ý cười, trực giác nói cho hắn biết hắn sắp phát tài rồi. Bởi vì thứ bình thường thì hai bà cô này không coi trọng. Chẳng hạn như tổ mạch, nhưng hắn lại coi trọng. Diệp Quân chuẩn bị thành lập một thế lực lớn, một thế lực độc lập với nhà họ Dương và nhà họ Diệp, thế lực chỉ thuộc về bản thân hắn. Hiện giờ hắn đã có số vốn này. Diệp Quân quay đầu nhìn Thần Dã, tiền bối, Sơn Hải giới có bao nhiêu cường giả. Rõ ràng Thần Dã cũng hiểu ý Diệp Quân, trầm giọng bảo ý ngươi là. Diệp Quân nói, bây giờ thực lực của tiền bối mạnh nhất Sơn Hải giới. Thống nhất Sơn Hải giới chắc chắn không thành vấn đề, ta nói thẳng hơn nhé, ta muốn sau khi tiền bối thống nhất Sơn Hải giới hãy để yêu tộc của Sơn Hải giới đi theo ta. Thần Dã im lặng, phục tùng. Đại yêu ở Sơn Hải giới ngang ngược khó thuần phục, muốn chúng thuần phục một con người chắc chắn còn khó hơn lên trời, cho dù là ông ta cũng không muốn thuần phục con người lắm. Nhưng ông ta biết rất rõ, có lẽ đây là cơ hội của ông ta và tất cả yêu thú ở Sơn Hải giới. Một cơ hội cực kỳ lớn. Trong chư thiên thế giới, thực lực của Sơn Hải giới chỉ có thể xem là tầm trung,
so với các thế lực khu vực cổ hoang và nhà họ Thần thì còn kém xa, nhưng bây giờ nếu đi theo Diệp công tử trước mắt thì chắc chắn thực lực của Sơn Hải giới sẽ tăng lên rất nhiều, điều này chắc chắn không phải nghi ngờ, bởi vì Diệp công tử này có tiền, hơn nữa còn có tiểu tháp bí ẩn. Thấy Thần Giã im lặng, Diệp Quân cười hỏi, tiền bối cảm thấy khó xử à? Thần Giã gật đầu, đám yêu thú ấy ngang ngược khó hàng phục, chưa chắc chúng đã thuần phục nhân loại. Diệp Quân nhìn Thần Giã, thật ra thái độ của chúng không quan trọng, quan trọng là thái độ của tiền bối. Thần Giã im lặng. Đương nhiên ông ta biết ý của Diệp Quân, nếu ông ta chịu thuần phục thì chắc chắn hầu hết yêu thú của Sơn Hải giới cũng sẽ đồng ý nghe theo. Nhưng ông ta vẫn không muốn lắm. Diệp Quân cũng hiểu ý Thần Giã, hắn cười bảo, bây giờ tiền bối đang là cảnh giới thần đạo bốn phần thần tính à? Thần Giã gật đầu. Diệp Quân tiếp tục hỏi, Sơn Hải giới có bao nhiêu yêu thú cảnh giới thần đạo? Thần Giã suy nghĩ rồi đáp, chắc có ít nhất là ba. Diệp Quân nói, thế này đi, ta giúp tiền bối tăng lên cảnh giới thần đạo 5 phần thần tính hoặc thậm chí là 6 phần, còn ba cường giả yêu tộc kia, ta cũng sẽ giúp họ tăng thần tính. Cảnh giới thần đạo 6 phần thần tính. Thần Giã cười khổ. Phải thừa nhận là ông ta hơi rung động. Bởi vì ông ta biết rõ chỉ dựa vào bản thân ông ta mà muốn đạt tới 6 phần thần tính thực sự rất khó, cho dù là 5 phần thần tính cũng rất khó rồi, dù sao ông ta cũng không có nhiều tổ mạch, càng không có thần bảo tu luyện nghịch thiên. Diệp Quân nói, tiền bối có thể cân nhắc. Thần Giã khẽ gật đầu, ta về thương lượng với họ xem ý họ thế nào. Diệp Quân cười, được. Thần Giã quay người rời đi. Diệp Quân đưa Nhị Nha và Tiểu Bạch về tiểu tháp. Trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi khoanh chân, hai mắt từ từ khép lại. Những trận chiến trong khoảng thời gian này khiến bây giờ hắn cũng có cảm giác mình sắp đột phá, vì thế hắn quyết định tập trung vào cảnh giới, nâng cảnh giới của mình lên một tầng nữa. Diệp Quân lấy tổ mạch ra, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu tổ nguyên. Còn Ngao Thiên Thiên thì ngày này tu luyện cùng Nhị Nha, bây giờ có Nhị Nha ở đây đúng là cơ hội ngàn năm khó gặp, nhất là Tiểu Bạch cũng ở đây. Tu luyện cùng hai bà cô tổ này thật sự quá tuyệt, bây giờ Ngao Thiên Thiên đang rất sướng, bởi vì thi thoảng hai bà cô tổ này lại tặng bảo bối cho cô ấy. Mục tiêu hiện giờ của Ngao Thiên Thiên là cảnh giới nhân đạo. Ngày hôm nay, Nhị Nha đưa Tiểu Bạch đến một bờ biển, hai người nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, chính là cô gái trong chiếc quan tài mà họ cướp đi. Nhìn thấy Nhị Nha và Tiểu Bạch, cô gái hơi ngạc nhiên. Nhị Nha nhìn cô gái rồi hỏi, ngươi không muốn làm vợ của cháu trai ta à? Cô gái váy trắng mỉm cười lắc đầu. Nhị Nha đến bên cô gái váy trắng, liếm kẹo rồi nói tiếp, ta nghe cháu trai nói ngươi mất trí nhớ rồi à? Cô gái váy trắng gật đầu, ký ức trước đây không còn nữa rồi. Nhị Nha nói, để ta giúp ngươi xem thử. Nói xong cô bé kéo tay cô gái váy trắng, sau đó một luồng thần thức bay vào thần hải của cô gái. Chẳng mấy chốc Nhị Nha đã nhíu mày. Cô gái váy trắng hỏi, làm sao thế? Nhị Nha rút tay về, trong thần hải của ngươi có một cánh cửa, ký ức của ngươi hẳn là đã bị cánh cửa đó phong ấn. Cô gái váy trắng hỏi, ngươi có cách gì không? Nhị Nha gật đầu, có, một đấm của ta là có thể phá vỡ cánh cửa đó rồi, nhưng ngươi sẽ bị thương, bởi vì cánh cửa đó gắn liền với ngươi. Cô gái váy trắng không nói gì. Nhị Nha liếm kẹo rồi nói tiếp, cánh cửa đó có thể là do ngươi tự tạo nên. Hả? Cô gái váy trắng hơi giật mình, ta tự tạo nên ư? Nhị Nha gật đầu, đúng, vì cánh cửa đó hợp nhất với cơ thể ngươi. Cô gái váy trắng hơi khó hiểu, vì sao ta lại tự phong ấn ký ức của mình chứ? Nhị Nha ngẫm nghĩ rồi đáp, có thể là do ăn no rừng mỡ. Cô gái váy trắng. Nhị Nha lại lấy ra một que hồ lô nữa, cháu trai ta nói sau khi nó đột phá sẽ đưa ngươi đi gặp Đà Quan lão nhân đó, khi ấy chắc ngươi sẽ biết thân thế của mình thôi. Cô gái váy trắng gật đầu, cảm ơn mọi người. Nhị Nha nhìn cô gái váy trắng lần nữa sau đó rời đi cùng Tiểu Bạch. Cô gái váy trắng chợt lên tiếng, vì sao ta lại thấy ngươi rất nguy hiểm nhỉ? Nhị Nha không ngoảnh đầu lại, dù ngươi phong ấn ký ức của mình vì lý do gì thì chúng ta cũng chẳng quan tâm. Nhưng ngươi hãy nhớ cháu trai là người của nhà chúng ta, nó không làm hại ngươi, vậy nên ngươi cũng không được làm tổn thương nó, nếu không ta sẽ đánh vỡ đầu ngươi đấy. Cô gái váy trắng nhìn Nhị Nha rời đi, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì.
Tu luyện không có thời gian, chớp mắt đã 10 năm trôi qua. Lúc này Diệp Quân đang ngồi khoanh chân trên đất như vị hòa thượng ngồi thiền, trên người hắn không có bất kỳ khí tức nào. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, trong mắt có vẻ từng trải, đồng thời từng luồng khí thế đáng sợ dâng lên từ trong cơ thể hắn. Cảnh giới đế quân. 10 năm qua hắn đã hấp thu vô số tổ nguyên, hơn nữa đều là tổ nguyên cực phẩm, mà cho dù như thế hắn cũng cần 10 năm mới có thể đột phá. Phải nói là càng lên cao càng khó. Diệp Quân phất tay áo, khí thế xung quanh đều biến mất. Hắn nhìn xung quanh, giây tiếp theo, người hắn rung lên, tới một đỉnh núi. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong đám mây, Ngao Thiên Thiên đã khôi phục bản thể, đang yên lặng nằm trong biển mây, mà xung quanh cô ấy cũng có từng luồng khí đáng sợ từ sức mạnh của rồng. Diệp Quân chấn động, chẳng lẽ Ngao Thiên Thiên cũng sắp đột phá? Đúng lúc này, như cảm nhận được điều gì, Diệp Quân ra khỏi tiểu tháp, Triệu Lão xuất hiện trước mặt hắn, ông ta còn dẫn theo cả trăm người tới cùng nữa. Hơn trăm người phía sau Triệu Lão đều nhìn Diệp Quân với vẻ cảnh giác, phức tạp, còn có cả oán hận mơ hồ. Bọn họ đều là người của đạo thị, mà họ đã biết chính người trước mắt này đã tiêu diệt đạo thị. Triệu Lão đi tới trước mặt Diệp Quân, những người này đều là người phụ trách của đạo thị, vẫn có một số người không muốn đến, bọn họ muốn. Diệp Quân cười hỏi, muốn làm phiên vương à? Triệu Lão gật đầu. Diệp Quân bình tĩnh nói, giết đi. Triệu Lão giật thót, những người khác cũng sửng sốt. Diệp Quân nói, ghi hết những người không đến lại rồi giết. Triệu Lão hoàn hồn xong thì vội gật đầu, được. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía những người quản lý đạo thị, từ hôm nay trở đi, đạo thị do nhà họ Dương ta quản lý, mọi quy tắc trước đây đều hủy bỏ, ta sẽ thông báo quy tắc mới cho các ngươi. Nếu các ngươi không muốn ở lại có thể tự rời đi, nhưng không được lấy một xu một cắc nào của đạo thị thuộc quyền quản lý của các ngươi. Nói rồi hắn nhìn quanh mọi người, ai muốn đi thì bây giờ có thể đi. Mọi người nhìn nhau rồi rất nhanh, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen chậm chậm bước ra, ông ta chắp tay nói, Diệp công tử, chúng ta lựa chọn rời khỏi đạo thị. Nói xong ông ta quay người rời đi. Mà phía sau ông ta, hơn trăm người cũng đều quay người bỏ đi. Thấy khung cảnh trước mắt, sắc mặt Triệu Lão lập tức trở nên khó coi. Ông ta không ngờ những người này đều chọn rời đi. Chẳng lẽ là lạt mềm buộc chặt? Nhưng sau đó ông ta phát hiện những người này không phải đang lạt mềm buộc chặt mà là thật sự chọn rời đi. Thấy thế, ông ta lập tức nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ. Diệp Quân cũng không ngăn cản, mặc cho những người này rời đi. Đối với hắn thì hắn thật sự không hề thiếu nhân tài, Tần Quan đào tạo ra rất nhiều nhân tài. Muốn quản lý một đạo thị là chuyện quá đơn giản. Triệu Lão chần chừ một lúc rồi nói, Diệp thiếu. Diệp Quân cười nói, không sao đâu Triệu Lão, ông giúp ta theo dõi bọn họ, nếu bọn họ dám mang đồ của đạo thị đi thì thẳng tay giết. Triệu Lão gật đầu, được. Nói xong ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn mọi người đang rời đi ở phía xa, sau đó cũng xoay người đi mất. Ở bên kia, Triệu Lão tìm đến mọi người. Triệu Lão nhìn về phía người đàn ông trung niên dẫn đầu, trầm giọng nói, Nhược Trấn, ngươi có ý gì? Người đàn ông trung niên tên Nhược Trấn cất giọng lạnh nhạt, Triệu Lão, ông cảm thấy hắn ta có thể đối phó với khu vực cổ hoang và trấn tộc ư? Triệu Lão im lặng. Dù thực lực mà Diệp Quân thể hiện ra vô cùng kinh khủng, nhưng dù sao đó cũng là khu vực cổ hoang và trấn tộc. Thế lực lớn siêu cấp chân chính. Nói thật thì ông ta cũng không có lòng tin tuyệt đối. Nhưng ông ta biết Diệp công tử kia không hề kiêng sợ khu vực cổ hoang và trấn tộc. Nhược Trấn cười khẩy, một tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại vọng tưởng khống chế đạo thị, nếu hắn ta hạ mình tôn trọng chúng ta một chút, trả thù lao phong phú hơn, có lẽ chúng ta sẽ suy xét đến chuyện có ở lại hay không, nhưng hắn ta vẫn luôn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn như chúng ta cần hắn ta giữ mình lại vậy, đúng là buồn cười. Triệu Lão nhìn mọi người. Thấy bọn họ đều có vẻ căm phẫn thì lắc đầu không nói gì thêm nữa. Đám ngu xuẩn này là chưa thấy rõ tình thế. Nhưng ông ta cũng có thể hiểu được, bình thường mấy người này kiêu căng đã quen, bây giờ đương nhiên không thích thấy người khác kiêu ngạo. Có lẽ Diệp công tử kia không thể thắng được khu vực cổ hoang và trấn tộc, nhưng muốn tiêu diệt những người trước mắt vẫn là dễ như trở bàn tay. Triệu Lão không nói gì thêm mà xoay người rời đi. Nhược Trấn chợt nói, Triệu Lão.
ông thật sự muốn đi tới cùng với hắn ư? Triệu lão xoay người nhìn về phía Nhược Trấn, Nhược Trấn nhìn chằm chằm ông ta, theo ta được biết khu vực cổ hoang và trấn tộc sắp có động tĩnh rồi. Khi đó có lẽ Diệp công tử này sẽ chết, bây giờ ông quay đầu vẫn còn kịp, nếu không đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn rồi. Triệu lão lắc đầu, không nhiều lời thêm mà xoay người rời đi. Nhược Trấn cười khinh thường, tự tìm đường chết. Sau đó dẫn mọi người rời đi. Bọn họ cho rằng chắc chắn khu vực cổ hoang và trấn tộc sẽ không bỏ qua, mà nhất định Diệp công tử kia cũng sẽ không chống lại được hai thế lực lớn này, chỉ cần đến lúc đó Diệp quân bị giết chết thì đạo thị vẫn sẽ nằm trong tay bọn họ. Bọn họ hoàn toàn có thể im lặng theo dõi tình hình làm ngư ông đắc lợi. Diệp quân trở lại vũ trụ thần nhất, hắn dẫn theo Nhị Nha và Tiểu Bạch đi tới tinh không nơi Đà Quan lão nhân đang ở một lần nữa. Đà Quan lão nhân vẫn còn ở đây. Dẫu sao kiếm khí của cô gái váy trắng cũng đã trói buộc lại ông ta ở nơi này. Thấy ba người nhóm Diệp quân, sắc mặt Đà Quan lão nhân thoáng chốc thay đổi, ông ta hơi hoảng sợ nhìn Nhị Nha và Tiểu Bạch các người. Đương nhiên ông ta sẽ không quên đây là hai người đã cướp quan tài mà ông ta bảo vệ đi trước đây. Nhị Nha liếm kẹo hồ lô, lạnh nhạt nói, chúng ta làm sao? Đà Quan lão nhân. Diệp quân đột nhiên nói, ông già, ta muốn hỏi thăm ông chuyện này. Nghe thấy thế Đà Quan lão nhân quay đầu nhìn về phía Diệp quân, khi nhìn thấy hắn, ông ta nhất thời xa sầm mặt, ngươi. Diệp quân lập tức gọi cô gái váy trắng ra, khi nhìn thấy cô gái váy trắng sắc mặt Đà Quan lão nhân thoáng chốc thay đổi. Diệp quân hỏi, cô ta là ai? Sắc mặt Đà Quan lão nhân tái mét, ông ta cúi đầu không dám nói một lời. Ánh mắt Diệp quân dần trở nên lạnh như băng, ta cho ông một cơ hội cuối cùng. Đương nhiên hắn không có chút thiện cảm nào với ông già trước mắt cả, lúc trước người này không nói một lời đã muốn đánh hắn. Lúc đó hắn không đánh lại nên chỉ có thể chọn chạy trốn, mà lần này hắn đến đây không chỉ là muốn hỏi lai lịch của cô gái này mà còn muốn trả thù nữa. Nhưng hắn không ngờ người này lại bị nhốt ở đây. Thấy sát khí lóe lên trong mắt Diệp quân, Đà Quan lão nhân thầm thấy sợ hãi. Ông ta nhìn thoáng qua cô gái váy trắng, chần chừ một lúc rồi nói cô ta là người của nhà họ Thần. Diệp quân cau mày, nhà họ Thần. Đà Quan lão nhân gật đầu, đúng thế. Diệp quân trầm giọng hỏi, cùng một gia tộc với Thần Nhất ư? Đà Quan lão nhân lại gật đầu, đúng thế. Diệp quân quay đầu nhìn thoáng qua cô gái váy trắng, nàng là người của thần tộc à? Nhưng Đà Quan lão nhân lại lắc đầu, ta không biết. Diệp quân cau mày, Đà Quan lão nhân vội vàng nói, ta chỉ biết cô ta đến từ nhà họ Thần chứ không biết cô ta có người trong tộc của Thượng Thần Thần Nhất hay không. Diệp quân im lặng một lúc rồi nói, là Thần Nhất bảo ông trông chừng cô ta sao? Đà Quan lão nhân gật đầu, phải. Diệp quân thắc mắc, tại sao? Đà Quan lão nhân lắc đầu, Thượng Thần chỉ bảo ta trông chừng cô ta chứ không cho ta biết lý do tại sao. Nhưng Thượng Thần có căn dặn chỉ cần cô ta tỉnh lại thì ta có thể rời đi. Diệp quân quay đầu nhìn cô gái váy trắng hơi mờ mịt bên cạnh mình, khẽ thở dài, xem ra nếu muốn hiểu rõ hoàn toàn lai lịch của cô gái này thì chỉ có thể đi đến nhà họ Thần trong truyền thuyết kia thôi. Nhưng hắn cũng biết quan hệ giữa Thần Nhất và nhà họ Thần này không được hòa thuận lắm, nếu cứ thế dẫn cô gái này đến đó e rằng sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cũng không thể để cô gái này ở bên cạnh mãi được. Đà Quan lão nhân muốn nói lại thôi. Diệp quân nhìn về phía ông ta, nói đi. Đà Quan lão nhân trầm giọng nói, chắc chắn là cô ta đến từ nhà họ Thần, nhưng Thượng Thần từng nói có trở về nhà họ Thần hay không là do cô ta tự quyết định. Nói đến đây ông ta nhìn về phía cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng im lặng một lúc lâu rồi nói, trở về. Dứt lời cô ta nhìn về phía Diệp quân. Diệp quân ngẫm nghĩ một lúc. Sau đó vẫn quyết định giúp người giúp cho chót, ta dẫn cô đến nhà họ Thần một chuyến, nhưng mà, theo ta được biết quan hệ giữa Thần Nhất và nhà họ Thần không hòa thuận cho lắm, vì thế e rằng quan hệ giữa cô và nhà họ Thần cũng thế, chuyến đi lần này có thể sẽ gặp rất nhiều biến cố. Cô gái váy trắng gật đầu, ta biết, nhưng ta vẫn muốn đi về xem sao, vì chỉ có trở về nơi đó ta mới có thể biết được rốt cuộc ta là ai. Diệp quân gật đầu, vậy thì đi đến nhà họ Thần một chuyến thôi. Dứt lời hắn nhìn về phía Đà Quan lão nhân trước mặt, ông biết làm sao để trở về nhà họ Thần không? Đà Quan lão nhân lắc đầu, không biết,
ta chưa đến nhà họ Thần bao giờ cả. Diệp Quân gật đầu sau đó muốn dẫn mọi người rời đi. Chỉ có thể đi tìm Triệu lão thôi. Lúc này Đà Quan lão nhân chợt nói, đợi đã. Diệp Quân xoay người nhìn về phía Đà Quan lão nhân, ông ta chần chừ một lúc rồi nói, có thể tha cho ta không? Diệp Quân lắc đầu, không thể. Sau đó hắn dẫn Nhị Nha, Tiểu Bạch và cô gái váy trắng rời đi. Nét mặt Đà Quan lão nhân trở nên cứng đờ, đợi sau khi mấy người nhóm Diệp Quân đi xa, sắc mặt ông ta thoáng chốc trở nên u ám, hãy đợi đó. Đợi đó. Nói xong ông ta chậm rãi nhắm mắt lại, gằn giọng nói, kiếm khí đáng chết này, người phụ nữ chết tiệt. Còn chưa nói hết câu thì kiếm khí trong người ông ta đột nhiên rung lên. Oanh! Đà Quan lão nhân cứ thế bị giết chết. Đà Quan lão nhân! Ở một nơi khác, Diệp Quân dẫn cô gái váy trắng và Nhị Nha chậm rãi bước đi trong tinh không. Diệp Quân quay đầu nhìn cô gái váy trắng bên cạnh, thấy nét mặt ủ rũ và dáng vẻ im lặng không nói một lời của cô ta, hắn chần chừ một lúc rồi nói, cô đừng suy nghĩ nhiều, đợi đến nhà họ Thần rồi có lẽ cô sẽ biết được mình là ai thôi. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Diệp Quân cười nói, không có gì. Cô gái váy trắng hơi do dự, sau đó nói, chúng ta đi đến nhà họ Thần có thể sẽ gặp phiền phức gì không? Diệp Quân gật đầu, có thể là sẽ có. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Quân cười nói, chúng ta chỉ đến để hỏi về thân thế của cô chứ cũng không gây chuyện, cho nên chắc sẽ không có vấn đề to tát gì đâu, nếu bọn họ thật sự muốn đánh chúng ta thì chúng ta cứ bỏ chạy thôi. Cô gái váy trắng nở nụ cười, nói một cách chân thành, cảm ơn. Diệp Quân nhanh chóng tìm đến Triệu lão. Ngươi muốn đi đến nhà họ Thần ư? Sau khi nghe thấy ý muốn của Diệp Quân, Triệu lão nhất thời tỏ vẻ kinh ngạc. Diệp Quân gật đầu. Triệu lão trầm giọng nói, muốn đến nhà họ Thần rất khó. Diệp Quân hơi ngạc nhiên, sao lại như thế? Triệu lão trầm giọng nói, nhà họ Thần không cho phép người bên ngoài đi vào, vì thế nếu người ngoài không được mới thì hoàn toàn không thể tiến vào địa bàn của bọn họ, nếu tự tiện xông vào địa bàn của bọn họ có thể sẽ dẫn đến hiểu lầm. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, gửi thiệp thăm hỏi đến trước. Triệu lão gật đầu, đây cũng có thể xem là một cách hay. Diệp Quân gật đầu, ông làm giúp ta đi. Triệu lão đáp, được. Dứt lời ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn về phía Nhị Nha bên cạnh, cười nói, đợi sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện chúng ta sẽ đi khảo cổ. Nói thật thì bây giờ hắn cũng rất chờ mong việc đi khảo cổ. Hắn muốn nhanh chóng tạo dựng nên một thế lực khổng lồ, mà việc đó cần phải tiêu tốn rất nhiều tiền của. Dù bây giờ hắn rất giàu có nhưng tiền bạc vẫn nên có càng nhiều càng tốt chứ. Đặc biệt sau lần tu luyện thăng cấp này, hắn càng cảm thấy tiền thật sự rất quan trọng. Lần này hắn có thể thăng cấp lên cảnh giới đế quân đều là nhờ có đủ tài nguyên và tổ nguyên, nếu không hắn muốn đạt tới cảnh giới này là một chuyện vô cùng khó khăn. Không chỉ hắn mà việc tu luyện của Ngao Thiên Thiên cũng cần rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là bây giờ cô ấy muốn đột phá cảnh giới nhân đạo. Mỗi ngày đều tiêu tốn một lượng tổ nguyên khổng lồ. Không thể không nói nuôi một cô vợ thật sự rất tốn tiền. Lúc này, Triệu lão vừa rời đi trước đó đã quay lại. Sắc mặt ông ta hơi khó coi. Diệp Quân hơi bất ngờ, sao thế? Triệu lão xa sầm mặt, nhà họ Thần nói Diệp công tử không có tư cách thăm hỏi bọn họ. Không có tư cách. Nghe thấy lời nói của Triệu lão, Diệp Quân thoáng sửng sốt, sau đó thì lắc đầu cười khẽ. Triệu lão trầm giọng nói, nhà họ Thần này đúng là ngông cuồng. Nhưng Diệp Quân lại cười nói, không cho thăm hỏi thì thôi. Triệu lão chần chừ một lúc rồi hỏi, Diệp công tử không tức giận sao? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, tức giận gì chứ? Người ta không cho ta đến thăm hỏi thì ta phải tức giận à? Dứt lời hắn nhìn về phía cô gái váy trắng bên cạnh, tạm thời chúng ta không thể đi đến nhà họ Thần này được. Sau này ta sẽ giúp cô suy nghĩ cách để tìm ra thân thế của mình. Cô gái váy trắng gật đầu, ta đều nghe theo ngươi. Diệp Quân nhìn về phía Triệu lão, những người quản lý của đạo thị kia đã rời đi chưa? Triệu lão trầm giọng nói, có vài người đã đi, có vài người thì... Nói đến đây thì ông ta im lặng. Diệp Quân bình tĩnh nói, người không muốn rời đi cứ thẳng tay giết chết. Triệu lão vội vàng gật đầu, ta sẽ lập tức đi ngay. Dứt lời, ông ta xoay người rời đi.
Với thực lực của Triệu lão, những người quản lý kia hoàn toàn không phải là đối thủ của ông ta. Mà lúc này thời không bên cạnh Diệp Quân đột nhiên hơi chấn động, sau đó có bốn người chậm rãi xuất hiện. Người dẫn đầu chính là thần giã kia. Sau lưng thần giã còn có ba người đi theo, cả ba đều là cao thủ cảnh giới thần đạo, hơn nữa đều là yêu thú. Rõ ràng ba vị này là đại lão trong sơn hải giới. Diệp Quân khẽ mỉm cười nhìn về phía thần giã tiền bối. Thần giã gật đầu rồi giới thiệu, ba người ở bên cạnh ta lần lượt là Khâu Cổ, Đạo Cơ, Lễ Chấn, đều là cao thủ cảnh giới thần đạo ba phần thần tính. Ba người hơi chắp tay với Diệp Quân. Đương nhiên bọn họ không dám coi thường loài người khiến thần giã cũng phải kính trọng này, hơn nữa bọn họ còn biết đạo thị là do thiếu niên trước mắt tiêu diệt, không chỉ có thế mà hắn còn đích thân giết chết đạo nhiên, thực lực này bọn họ còn thua xa. Diệp Quân nói, mọi người quyết định thế nào? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thần giã trầm giọng nói, tiểu hữu, ta muốn trở lại sơn hải giới, không có ý định nhúng tay vào chuyện bên ngoài nữa. Cuối cùng ông ta vẫn chọn không tiếp tục đi theo Diệp Quân. Dù Diệp Quân có thể mang đến cho ông ta rất nhiều thứ, nhưng ông ta biết rất rõ con đường phía trước sẽ rất nguy hiểm. Vì tiếp theo chắc chắn Diệp Quân sẽ chiến đấu với chấn tộc và khu vực cổ hoang, còn có chúng thần điện ở vũ trụ thần nhất kia nữa. Lợi ích rất lớn nhưng nguy hiểm cũng tương đương, vì thế ông ta không muốn chọn mạo hiểm thêm nữa. An phận thỏa mãn với những gì mình đang có là đủ rồi. Với thực lực của ông ta bây giờ thì chậm rãi kiên trì đến 5 phần thần tính cũng không khó. Nghe thấy lời của thần giã, Diệp Quân gật nhẹ đầu, ta hiểu rồi. Nói xong hắn nhìn về phía ba vị yêu thú sau lưng thần giã. Thần giã nói, họ muốn gặp ngươi một lần, sau đó mới quyết định có đi theo ngươi hay không. Khâu Cổ bước ra, trầm giọng nói, Diệp công tử, cậu thật sự có thể giúp chúng ta nâng cao thần tính sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Có tiểu tháp và tổ mạch, chỉ cần không phải người quá ngu xuẩn thì muốn tăng thần tính đương nhiên không phải quá khó khăn, mà những người trước mắt có thể đi đến ngày hôm nay chắc chắn đều không phải những người ngu ngốc. Khâu Cổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, có thể chứng minh cho chúng ta thấy không? Diệp Quân cười đáp, có thể. Dứt lời hắn lập tức đưa ba vị yêu thú vào trong tiểu tháp, vừa tiến vào bên trong, sắc mặt ba người nhóm Khâu Cổ đều lập tức thay đổi. Thật ra trước khi đến thần giã cũng đã cho họ biết chuyện tiểu tháp rồi, nhưng họ vẫn hơi không tin nên muốn đích thân đến xem thử. Mà lúc này nét mặt ba người đều vô cùng nặng nề, họ không ngờ trên đời thật sự có một thần vật kinh khủng như thế. Sau nỗi khiếp sợ thì chính là cảm giác hưng phấn bủa vây, vì họ phát hiện linh khí nơi này rất dồi dào, bên ngoài hoàn toàn không thể nào sánh bằng. Lúc này họ mới thật sự tin tưởng Diệp Quân không phải đang lừa gạt họ mà thật sự có thể giúp họ nâng cao thần tính. Diệp Quân nhìn Khâu Cổ dẫn đầu, thấy thế nào? Khâu Cổ trầm giọng hỏi, Diệp công tử, kẻ thù của cậu là? Diệp Quân nhất thời cau mày. Thấy cảnh này, Khâu Cổ thầm hoảng hốt, vội vàng nói, ý của ta là chúng ta cần phải đi theo cậu bao lâu? Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, được rồi. Ba vị vẫn nên trở về sơn hải giới cùng thần giã tiền bối thì hơn. Dứt lời, hắn lập tức đưa ba người ra khỏi tiểu tháp. Cả ba yêu thú đều ngơ ngác. Chuyện gì thế này? Diệp Quân cũng không nói chuyện với họ nữa mà chắp tay với thần giã tiền bối, hẹn gặp lại sau. Sau đó, hắn dẫn Nhị Nha, Tiểu Bạch và cô gái váy trắng xoay người rời đi. Thần giã nhìn Diệp Quân đã đi xa với nét mặt phức tạp. Khâu Cổ trầm giọng hỏi, thần giã, hắn làm thế là sao? Thần giã nhẹ giọng nói, thật ra hắn hoàn toàn không cần chúng ta giúp đỡ, có thể nói là nếu chúng ta gia nhập, đương nhiên là hắn sẽ vui vẻ, nhưng không có chúng ta gia nhập cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Ba người nhóm Khâu Cổ im lặng. Khu vực cổ hoang. Thần giã quay đầu nhìn về phía Khâu Cổ, Khâu Cổ, với thiên phú và tài nguyên của các ngươi hiện tại. Các ngươi cảm thấy mình cần bao lâu để đạt được 5 phần thần tính? Khâu Cổ im lặng một lúc lâu mới nói, không biết. Thần giã nhẹ giọng nói, nhưng nếu ngươi đi theo hắn thì chưa đến 100 năm, chắc chắn các ngươi có thể thăng cấp một lần nữa, nhưng ngươi có thể mang đến gì cho hắn? Ngươi mắc phải một sai lầm là còn chưa giúp đỡ hắn đã bắt đầu nói điều kiện rồi. Nói đến đây ông ta lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế? Khâu Cổ cười khổ, ta không muốn mãi mãi khuất phục trước một người.
Đối với yêu thú của yêu tộc, phục tùng một người có thể nói là chuyện vô cùng xấu hổ. Thần Giã im lặng. Đúng thế, dù thực lực của Sơn Hải giới thua xa khu vực cổ hoang nhưng dù gì cũng từng chiến đấu với khu vực cổ hoang, nếu bây giờ phục tùng một người thì bọn họ đều không thể chấp nhận được, cũng không thể vượt qua khúc mắc trong lòng mình. Đây cũng là lý do Thần Giã từ chối. Như nghĩ đến điều gì, Khâu Cổ đột nhiên nói, cô bé đi theo bên cạnh hắn trước đó là ác thú trong truyền thuyết ư. Thần Giã gật đầu. Khâu Cổ hơi nghi ngờ, tại sao cô bé lại phục tùng trước một con người. Thần Giã lắc đầu cười khẽ, ngươi cảm thấy cô bé giống như đang phục tùng sao? Khâu Cổ chần chừ một lúc rồi đáp, hình như là không phải. Thần Giã cười nói, vị Diệp công tử này rất kính trọng cô bé, hơn nữa nếu xét theo vai vế, cô bé vẫn luôn gọi Diệp công tử là cháu trai, mà Diệp công tử cũng chưa từng cãi lại, không chỉ có thể mà còn ngầm chấp nhận điều này. Nói đến đây ông ta lắc đầu cười khẽ, thật ra ta cũng thấy rất nghi ngờ vấn đề này. Khâu Cổ trầm giọng nói, hắn có thể đối phó với khu vực cổ hoang và trấn tộc không? Thần Giã im lặng. Không thể không nói, khoảng thời gian đi theo Diệp quân này, thực lực của Diệp quân và những người đứng sau hắn khiến ông ta vô cùng khiếp sợ, nhưng ông ta cũng không dám nói Diệp quân có thể chống lại khu vực cổ hoang và trấn tộc, vì thực lực của hai thế lực này thật sự quá kinh khủng. Hai thế lực siêu cấp này vẫn luôn cường đại từ thời xưa đến tận bây giờ, cũng chỉ đến thời đại thần nhất, khi mà thần nhất đứng trên đỉnh cao mới có thể chèn ép bọn họ một chút mà thôi. Dù Diệp quân rất yêu nghiệt nhưng rõ ràng hiện tại hắn không có thực lực đó. Khâu Cổ bình tĩnh, thế thì chúng ta cứ mỏi mắt mong chờ đi. Nói thật thì ông ta cũng hơi khó chịu, phải biết rằng bọn họ cũng có cảnh giới thần đạo, bọn họ muốn giúp đỡ Diệp quân đã xem như nể mặt hắn rồi. Nhưng thái độ của Diệp quân lại như thế thật sự khiến bọn họ hơi mất mặt. Lúc này, thời không trước mặt bọn họ đột nhiên nổ tung, sau đó có một ông lão áo trắng chậm rãi bước ra. Khi ông lão áo trắng này xuất hiện, sắc mặt mấy người Thần Giã đang có mặt đều thoáng chốc thay đổi, vì bọn họ cảm nhận được một uy áp đáng sợ, uy áp kia như hàng triệu ngọn núi lớn đè lên người bọn họ, khiến bọn họ cảm thấy khó thở. Ít nhất là 6 phần thần tính. Thần Giã chợt nhìn về phía ngực trái của ông lão áo trắng, nơi đó có dấu ấn của một con yêu thú, nhìn thấy dấu ấn yêu thú này, Thần Giã lập tức nói với giọng điệu kinh ngạc, đây là, ông là người của khu vực cổ hoang. Khu vực cổ hoang. Ông lão áo trắng nhìn Thần Giã đang dẫn đầu nhóm người, ngươi là Thần Giã đúng không? Thần Giã trầm giọng đáp, phải. Ông lão áo trắng lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ Sơn Hải giới sẽ được khu vực cổ hoang tiếp quản. Nếu mấy người các ngươi đã đạt tới cảnh giới thần đạo thì đi theo ta đến khu vực cổ hoang. Thần Giã hơi nghi ngờ, đi đến khu vực cổ hoang làm gì? Ông lão áo trắng cau mày, đương nhiên là để phục vụ cho yêu thần. Phục vụ cho yêu thần. Thần Giã hơi ngơ ngác. Mà lúc này Khâu Cổ kia chợt hỏi, phục vụ cho yêu thần có thể nhận được lợi ích gì? Láo xược. Ông lão áo trắng đột nhiên quát to một tiếng, tiếng quát này vừa vang lên. Khâu Cổ kia đã lập tức như bị sét đánh liên tục lùi lại, trong miệng có máu tươi chảy ra. Mấy người Thần Giã đều kinh ngạc. Ông lão áo trắng lạnh lùng nhìn vào khuôn mặt tái mét của Khâu Cổ, phục vụ cho yêu thần là vinh hạnh của ngươi, ngươi lại còn đòi lợi ích, ngươi muốn chết đúng không? Khâu Cổ tỏ vẻ mơ hồ, tuy thầm thấy giận dữ nhưng cũng không dám nói gì. Sắc mặt Thần Giã hơi khó coi, ông ta do dự một lúc rồi hỏi, các hạ. Vì sao khu vực cổ hoang đột nhiên muốn tiếp quản Sơn Hải giới vậy? Ông lão áo trắng lạnh lùng nhìn thoáng qua ông ta rồi nói, đây là quyết định của yêu thần. Thần Giã im lặng. Ông lão lại nói, bây giờ các người lập tức đi theo ta đến khu vực cổ hoang, còn về Sơn Hải giới thì chúng ta đã phái người tiếp quản rồi. Nói xong lão ta lạnh lùng nhìn Khâu Cổ ở cách đó không xa, còn nữa đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi đến khu vực cổ hoang rồi nên nhớ đừng hỏi nhiều. Làm việc theo lệnh là được. Dứt lời lão ta xoay người biến mất ở phía xa. Sắc mặt mấy người nhóm Khâu Cổ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Cả sắc mặt Thần Giã cũng không ngoại lệ, ông ta không ngờ khu vực cổ hoang này lại ngang ngược như thế. Phục tùng khu vực cổ hoang. Sắc mặt Thần Giã nhất thời trở nên hơi phức tạp. Khâu Cổ đột nhiên gằn giọng nói, không bằng, chúng ta đi tìm Diệp công tử kia đi. Nhưng Thần Giã lại lắc đầu, đã muộn rồi. Ông ta hiểu rõ tính cách của Diệp quân, lúc tốt thì rất tốt,
lúc xấu thì vô cùng xấu xa, đặc biệt là lúc trở nên tàn nhẫn, có thể nói là tàn nhẫn vô cùng. Bây giờ bọn họ đi tìm Diệp Quân chắc chắn Diệp Quân sẽ không cần. Nghĩ đến đây, trong lòng Thần Dã nhất thời cảm thấy khổ sở. Khâu Cổ trầm giọng nói, khu vực cổ hoang đã xuất hiện, có lẽ bọn họ sẽ đi tìm Diệp công tử này. Thần Dã nhẹ giọng nói, nếu như đoán không lầm thì có lẽ bọn họ đã đi rồi. Ở một nơi khác, Diệp Quân còn chưa đi bao lâu thì đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, hắn chợt dừng bước quay đầu nhìn lại. Chỗ bên phải cách hắn mười mấy trượng có một người đàn ông trung niên mặc trường sam đang đứng đó. Đối phương xuất hiện không chút tiếng động. Người đàn ông mặc trường sam nhìn Diệp Quân, có thể nói chuyện một lát không? Diệp Quân bình tĩnh hỏi, ông là người của trấn tộc hay là khu vực cổ hoang? Người đàn ông cười nói, Diệp công tử thử đoán xem. Diệp Quân lắc đầu, đừng dở mấy trò này ra, vào thẳng vấn đề luôn đi. Người đàn ông nhìn chằm chằm Diệp Quân, nụ cười trên mặt ông ta dần biến mất, khu vực cổ hoang của chúng ta chiếm 4 phần lợi nhuận của đạo thị, mà bây giờ tất cả của cải của đạo thị đều nằm trong tay ngươi, ngươi phải đưa 4 phần lợi nhuận kia đây. Diệp Quân cười nói, vậy chuyện đạo thị nhiều lần phái người giết ta thì phải tính sổ thế nào đây? Người đàn ông lắc đầu, chuyện này không liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta cho ngươi một ngày để suy nghĩ. Một ngày sau nếu ngươi vẫn không chịu đưa, thì khu vực cổ hoang xin đảm bảo với ngươi, dù thế lực sau lưng ngươi như thế nào thì nó cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này, đương nhiên là kể cả ngươi nữa. Dứt lời ông ta xoay người rời đi. Đợi đã. Diệp Quân chợt cất lời. Người đàn ông xoay người nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân chợt biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Kiếm Thanh Huyên. Sắc mặt người đàn ông thoáng chốc thay đổi, ông ta không ngờ Diệp Quân trước mắt lại ra tay, mà đợi đến khi ông ta lấy lại tinh thần thì kiếm của Diệp Quân đã đến nơi. Vụt. Đầu của người đàn ông lập tức rơi xuống. Máu tươi bắn khắp nơi. Diệp Quân im lặng thu hồi nhẫn không gian của người đàn ông rồi nói, chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như thế đâu. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Người đàn ông mặc trường sam. Vào khoảnh khắc giết chết người đàn ông, Diệp Quân đã biết hành động này có ý nghĩa thế nào. Có nghĩa là khai chiến. Nhưng chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề với hắn. Hắn là một người sẵn sàng nói phải trái. Nhưng hắn biết rõ cuộc đời này chỉ khi ngươi đủ mạnh người khác mới sẽ nói phải trái với ngươi. Sau khi Diệp Quân rời đi không lâu, thời không nơi hắn đang ở chợt rung động, sau đó có 2 người xuất hiện. Một nam một nữ. Cô gái mặc trường bào màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa cực kỳ khí phách, xinh đẹp tuyệt trần. Người đàn ông bên cạnh cô ta mặc một bộ áo gấm, dung mạo giống với cô ta khoảng 6-7 phần, anh tuấn bất phàm. Người đàn ông trầm giọng nói, tỷ tỷ. Người này kiêu ngạo quá. Cô gái khẽ nhếch môi, đúng là rất kiêu ngạo, người của khu vực cổ hoang mà nói giết là giết, đúng là không đơn giản. Người đàn ông nói, xem ra chúng ta cũng không thể nói chuyện với hắn ta được. Cô gái đột nhiên hỏi, để nói xem vì sao hắn dám phách lối như thế. Người đàn ông hờ hững đáp, tiêu diệt được đạo cung nên tự tin thái quá. Dứt lời, hắn ta lắc đầu, một đạo cung nho nhỏ có là cái gì đâu. Có lẽ hắn ta cho rằng thực lực của trấn tộc chúng ta và khu vực cổ hoang chỉ mạnh hơn đạo cung này một chút, vì thế mới có thể không kiêng nể gì như thế, tiếc là hắn ta nghĩ sai rồi. Một đạo cung nho nhỏ sao có thể so sánh với nền tảng của trấn tộc chúng ta được? Cô gái lắc đầu, đệ sai rồi. Người đàn ông xoay người nhìn về phía cô gái, hắn ta cau mày, sai rồi. Cô gái bình tĩnh hỏi, nếu đệ đấu tay đôi với hắn ta thì đệ có bao nhiêu khả năng chiến thắng? Sắc mặt người đàn ông nhất thời trở nên khó coi. Diệp Quân này là người đã giết chết chủ nhân đạo nhiên của đạo thị, mà đạo nhiên kia là cao thủ 5 phần thần tính. Thực lực của hắn ta bây giờ đương nhiên không phải đối thủ của cao thủ 5 phần thần tính. Cô gái bình tĩnh nói, trông hắn cũng không lớn tuổi nhưng lại có thực lực đáng sợ đến thế, để cảm thấy chuyện này có bình thường không? Người đàn ông lắc đầu, trên đời này không thể có một thế lực lớn siêu cấp thứ tư được. Nếu có thì chúng ta không thể nào không biết. Nhưng cô gái lại lắc đầu, không thể nói một cách tuyệt đối như thế được, vũ trụ vô cùng rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người đàn ông trầm giọng hỏi, thế ý của tỷ là sao? Cô gái cười nói,
Lần này cha bảo chúng ta đến xử lý chuyện này rõ ràng là muốn rèn luyện chúng ta, đây là một cơ hội với hai tỷ muội chúng ta, nếu xử lý ổn thỏa, sau này hai tỷ muội chúng ta sẽ có được nhiều cơ hội hơn, địa vị của chúng ta trong gia tộc cũng sẽ ngày càng ổn định. Nói đến đây, cô ta nhìn bóng lưng Diệp Quân đã rời đi ở phía xa, ta muốn đưa ra một quyết định to gan. Người đàn ông hơi ngạc nhiên, quyết định to gan. Cô gái gật đầu, đúng thế. Người đàn ông hơi tò mò, quyết định gì vậy? Nhưng cô gái chỉ cười chứ không nói. Người đàn ông bĩu môi, lại tỏ thái độ này rồi. Diệp Quân quay về đạo thị lúc trước, vì nơi này có rất nhiều sức mạnh trận pháp của đại lão gia trì nên dù trải qua mấy lần đại chiến vẫn không bị hủy diệt. Nhưng bây giờ đạo thị đã không còn ai, cũng không có cửa hàng nào kinh doanh nữa. Không chỉ có đạo thị này mà gần như tất cả đạo thị hiện tại đều trong trạng thái ngừng kinh doanh. Không ai dám mở tiệm buôn bán vào lúc này. Nguyên nhân đương nhiên là vì đạo cung vừa bị tiêu diệt, tất cả mọi người đều đang chú ý, theo dõi xem trong Diệp Quân, khu vực cổ hoang và chấn tộc thế lực nào sẽ chiến thắng. Đương nhiên bọn họ đánh giá cao khu vực cổ hoang và chấn tộc hơn. Diệp Quân nhìn đạo thị vắng vẻ. Hắn biết hắn phải mau chóng nghĩ cách giải quyết triệt để chuyện của chấn tộc và khu vực cổ hoang, nếu không e rằng đạo thị này sẽ không hoạt động lại được nữa. Vào lúc Diệp Quân chuẩn bị rời đi thì đột nhiên có hai tiếng bước chân vang lên từ bên cạnh. Diệp Quân xoay người nhìn lại, cách đó không xa có một nam một nữ chậm rãi đi tới. Diệp Quân im lặng nhìn hai người. Hai người đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, chào Diệp công tử, ta tên Trấn Nam Tuyết. Người bên cạnh là đệ đệ của ta Trấn Lăng. Trấn tộc. Diệp Quân khẽ mỉm cười, có chuyện gì sao? Trấn Nam Tuyết chỉ vào cửa hàng nhỏ ở một bên, vào trong nói chuyện nhé. Diệp Quân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, được. Ba người tiến vào trong cửa hàng nhỏ, sau khi ngồi xuống, Trấn Nam Tuyết lấy một bầu rượu và ba cái chung ra, cô ta rót cho Diệp Quân một chung, sau đó cười nói, đây là tiên nhưỡng vạn năm của Trấn tộc ta, Diệp công tử nếm thử đi. Diệp Quân cũng không từ chối, hắn cầm chung rượu lên uống cạn, rượu vừa chảy xuống bụng, Diệp Quân đã có cảm giác như một ngọn lửa đang bốc cháy. Nhưng sau đó hắn cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì hắn phát hiện tu vi của mình được gia tăng. Có thể gia tăng tu vi. Lúc này Trấn Lăng cất lời, rượu này được nấu từ tổ nguyên và các loại linh thảo linh quả quý giá, dù là cao thủ cảnh giới thần đạo uống vào cũng có thể gia tăng tu vi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, đúng là quý giá. Trấn Lăng bình tĩnh nói, không quý giá gì, trong chấn tộc chúng ta rượu này cũng chỉ là một thứ tầm thường, dù là hạ nhân của chấn tộc cũng có thể uống được. Diệp Quân hiểu ra, thì ra đến đây để khoác lác. Diệp Quân chợt nói, nơi này quá sơ sài, không phù hợp để tiếp đón khách quý, chúng ta đổi sang một nơi khác trò chuyện đi. Dứt lời hắn lập tức đưa hai tỷ muội vào trong tiểu tháp. Vừa tiến vào bên trong. Sắc mặt hai tỷ muội Trấn Nam Tuyết đã lập tức thay đổi. Rõ ràng hai người đã phát hiện nơi này khác với bên ngoài. Sắc mặt Trấn Nam Tuyết hơi nặng nề, cô ta cất lời, Diệp công tử, thời gian trong tháp này. Diệp Quân gật đầu, 10 năm trong tháp bằng một ngày bên ngoài. Nghe thấy thế hai tỷ muội nhìn nhau, trong lòng rung động không thôi. Thấy hai chị em khiếp sợ như thế. Diệp Quân tỏ vẻ ngạc nhiên, sao thế, chấn tộc các người không có thứ này à? Không thể nào. Hai tỷ muội Trấn Nam Tuyết. Trấn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, hắn ta biết người này đang khoe khoang. Diệp Quân lại nói, thay đổi thời gian đơn giản như thế, chấn tộc thật sự không có à? Nghe thấy câu này, sắc mặt hai tỷ muội Trấn Nam Tuyết càng khó coi hơn. Trấn Lăng trầm giọng nói, Diệp công tử, thứ này rất phổ biến trong gia tộc các ngươi à? Diệp Quân gật đầu, không giấu giếm gì ngươi, đúng là rất phổ biến, thế hệ trẻ trong gia tộc chúng ta gần như mỗi người đều có một cái. Tiểu tháp, Trấn Lăng nhìn chằm chằm Diệp Quân, mỗi người một cái. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Trấn Lăng cười nhạt, Diệp công tử có nói quá không đấy. Thần vật thế này dù nhìn khắp toàn bộ vũ trụ cũng rất hiếm có, mà nhà ngươi lại mỗi người có một cái. Ngươi nói khoác đúng không? Diệp Quân hơi ngạc nhiên, hiếm có. Lăng huynh nói sai rồi, ở nhà họ Dương chúng ta thần vật thế này thật sự chỉ là một thứ tầm thường, nếu ngươi không tin thì ta lại cho ngươi xem thứ khác. Trấn Lăng lập tức nói, ngươi mau lấy ra ta xem thử.
Diệp Quân không nhanh không chậm lấy kiếm Thanh Huyên ra đưa tới trước mặt Trấn Lăng, ngươi xem thử đi. Khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, sắc mặt hai tỷ muội Trấn Nam Tuyết lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Hai người đều là người trải sự đời, vì thế khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên đã lập tức nhận ra thứ này không đơn giản. Trấn Lăng cầm kiếm Thanh Huyên lên, hắn ta sờ soạng nó một lúc lâu, sau đó như nghĩ đến điều gì, hắn ta lấy một tấm khiên cổ ra, nhẹ nhàng rạch một đường lên trên. Dẹt! Tấm khiên cổ lập tức bị chém làm hai như cắt đậu phụ. Thật khó tin! Hai tỷ muội đưa mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy nỗi khiếp sợ, phải biết rằng tấm khiên cổ của bọn họ là thần vật cảnh giới thần đạo, nhưng nó lại yếu ớt dưới thanh kiếm này như thế. Không bình thường! Diệp Quân cười nói, thanh kiếm này thế nào? Trấn Nam Tuyết trầm giọng hỏi, Diệp công tử, thanh kiếm này là? Diệp Quân đáp, kiếm Thanh Huyên. Mỗi người trong thế hệ trẻ của nhà họ Dương chúng ta đều có một thanh kiếm. Kiếm Thanh Huyên. Mỗi người một thanh. Nghe thấy lời của Diệp Quân, khóe miệng Trấn Nam Tuyết và Trấn Lăng đều khẽ giật. Đương nhiên bọn họ không tin nhà của Diệp Quân có thể giàu có như thế, mỗi người có một thanh kiếm thế này. Quá khoa trương. Đương nhiên là bọn họ không tin. Mà lúc này, Diệp Quân chợt nói, Nam Tuyết cô nương, Lăng huynh. Gia tộc lớn như Trấn tộc các ngươi mỗi tháng có bao nhiêu bổng lộc? Trấn Lăng trầm giọng nói, mỗi tháng có 200 tổ nguyên. Cái gì? Diệp Quân đột nhiên đứng phát dậy, mỗi tháng chỉ có 200 tổ nguyên, ít vậy sao? Ít hầu Trấn Lăng lăn lộn, như thế còn ít à? Diệp Quân khẽ thở dài, sau đó không nói gì. Trấn Lăng thoáng do dự rồi hỏi, nhà các ngươi mỗi tháng được bao nhiêu? Diệp Quân vung tay áo, 20 tổ mạch xuất hiện sau lưng hắn, hắn bình tĩnh nói, nhà chúng ta không phát tổ nguyên, chỉ phát tổ mạch, mỗi tháng phát một tổ mạch. Trấn Lăng, Trấn Nam Tuyết, Tiểu Tháp, không thể không nói, khi nhìn thấy những tổ mạch này, cả Trấn Nam Tuyết và Trấn Lăng đều cảm thấy kinh hãi. 20 tổ mạch, thế này thật sự hơi quá rồi đó. Tổ mạch đấy. Hơn nữa bọn họ phát hiện một vài tổ mạch của Diệp Quân còn có phẩm chất rất tốt, dù là Trấn tộc cũng không có tổ mạch tốt như thế. Dương tộc này giàu có đến thế à? Hai tỷ muội đều bị ngạc nhiên. Lúc này, bọn họ bắt đầu thấy nửa tin nửa ngờ với lời nói của Diệp Quân rồi. Ngươi nói hắn khoe khoang, nhưng hắn thật sự cho ngươi thấy bảo bối. Có điều nếu nói mỗi tháng Dương tộc này đều phát một tổ mạch, thì bọn họ thật sự thấy không tin cho lắm. Vì trực giác cho bọn họ biết đây gần như là chuyện không thể nào, nhưng người trước mặt lại có thể lấy ra một lượt tận 20 tổ mạch. Chuyện này thật sự hơi khó tin. Thấy hai tỷ muội Trấn Nam Tuyết im lặng, Diệp Quân cười khẽ rồi nói, hôm nay hai vị đến tìm ta là vì chuyện gì vậy? Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quân, kìm nén nỗi khiếp sợ trong lòng rồi nói, Diệp công tử, không giấu gì ngươi, hôm nay hai tỷ đệ chúng ta đến đây là vì chuyện đạo thị. Diệp Quân gật đầu, có thể đoán ra được. Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, trong của cải của đạo thị có 3 phần là của Trấn tộc ta. Diệp Quân không nói gì, hắn chỉ cầm bầu rượu Trấn Nam Tuyết đưa cho mình lên rót một chung, sau đó uống một hớp. Trấn Nam Tuyết nhìn chằm chằm Diệp Quân đợi câu trả lời từ hắn. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, Nam Tuyết cô nương, chắc cô cũng đã biết rõ đầu đuôi chuyện này, ta cũng không vòng vo nhiều. Ta muốn nói là, ta không muốn trở thành kẻ thù với Trấn tộc, nhưng bây giờ đạo thị đã là của ta, không ai có thể lấy đi được, còn về của cải ở đạo thị. Nói đến đây, hắn cười nói, Nam Tuyết cô nương, vừa nhìn hai tỷ muội các cô đã biết là người làm nên việc lớn, ta cảm thấy chúng ta có thể nghĩ đến vấn đề lâu dài. Nghe thấy thế, Trấn Nam Tuyết lập tức thấy hứng thú, mời Diệp công tử nói. Diệp Quân cất lời, ta sẽ mở lại đạo thị. Trấn Nam Tuyết hơi cau mày, mở lại đạo thị. Diệp Quân gật đầu, đúng thế, không chỉ có thế mà ta còn muốn mở rộng kinh doanh của đạo thị. Trước đây đạo thị chỉ phục vụ những tầng lớp cao, nhưng bây giờ ta quyết định sẽ phát triển đạo thị đến tất cả tầng lớp. Như thế thứ nhất thị trường của chúng ta sẽ trở nên rộng lớn, lợi nhuận đương nhiên cũng sẽ lớn hơn. Trấn Nam Tuyết im lặng. Lúc trước đạo thị chỉ nhằm vào cao thủ cấp cao, khả năng tiêu thụ của những cao thủ này rất cao. Nhưng cũng rất ít người. Mà bây giờ Diệp Quân muốn buôn bán cho tất cả mọi người, như thế lợi nhuận chắc chắn sẽ vô cùng to lớn.
Trấn Nam Tuyết do dự một lát rồi nói, Diệp công tử, như thế có lẽ đạo thị sẽ thiếu đi tính bí ẩn. Diệp Quân hỏi ngược lại, cần tính bí ẩn làm gì? Trấn Nam Tuyết cứng họng. Đúng thế. Cần tính bí ẩn làm gì? Mở đạo thị đương nhiên là để kiếm tiền, không phải càng nhiều người sẽ càng tốt sao? Diệp Quân lại nói, thật ra ý của ta là sau khi chúng ta mở cửa hoàn toàn đạo thị còn có thể mở một nơi giao dịch cao cấp riêng. Nơi giao dịch đó cũng tương đương với đạo thị hiện tại, chỉ có người có thân phận và thực lực nhất định mới được tiến vào nơi giao dịch này, như thế những cao thủ cấp cao kia cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Cái này cũng giống như chơi game vậy, chỉ có cao thủ giàu có mà không có cao thủ bình dân, vậy chắc chắn trò chơi này sẽ không thể tồn tại lâu dài. Vì sau khi cao thủ giàu có nạp tiền xong mà không có cao thủ bình dân cho bọn họ bón hành thì bọn họ lấy đâu ra cảm giác vui vẻ đây? Trấn Nam Tuyết nhìn Diệp Quân, Diệp công tử muốn để chúng ta góp vốn sao? Diệp Quân cười nói, hai người có thể đại diện Trấn tộc không? Trấn Lăng thoáng chần chừ, đang định lên tiếng thì Trấn Nam Tuyết đã nói, có thể. Diệp Quân nhìn thoáng qua Trấn Lăng, sau đó nhìn về phía Trấn Nam Tuyết, thật sự có thể à? Trấn Nam Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Quân im lặng một lát rồi cười nói, ta có thể cho Trấn tộc hai phần lợi nhuận. Trấn Nam Tuyết mặc cả, ba phần. Diệp Quân lắc đầu, chỉ hai phần thôi. Trấn Nam Tuyết lại nói, nếu là ba phần, Trấn tộc của ta. Nói đến đây cô ta đột nhiên im lặng. Vì lúc này cô ta mới nhớ ra mình cũng không có quá nhiều quyền phát biểu ở Trấn tộc. Diệp Quân nhìn Trấn Nam Tuyết đợi cô ta nói tiếp. Bị Diệp Quân nhìn chăm chú, Trấn Nam Tuyết lạnh lùng nói, Diệp công tử, theo ta được biết khu vực cổ hoang không hề thân thiện với ngươi. Diệp Quân cười đáp, ta không quan tâm. Trấn Nam Tuyết im lặng. Diệp Quân nhìn cô ta, Trấn tộc muốn ba phần cũng được, nhưng Trấn tộc có thể cho ta cái gì? Trấn Nam Tuyết đáp, mạng lưới quan hệ và lòng tin. Diệp Quân cười nói rõ ta nghe xem. Trấn Nam Tuyết giải thích, khi nãy lúc chúng ta ở đạo thị, toàn bộ đạo thị vắng vẻ không một bóng người, mà ngoài đạo thị này chắc chắn những chỗ khác cũng là như thế, tại sao lại vậy? Đó là vì bây giờ mọi người đều không tin Diệp công tử có thể xử lý được Trấn tộc và khu vực cổ hoang, vì Diệp công tử quá bí ẩn, xuất hiện quá bất ngờ, mọi người đều mang thái độ quan sát với Diệp công tử. Nói đến đây cô ta khẽ mỉm cười, nhưng nếu cho bọn họ biết Trấn tộc ta đã hợp tác với ngươi, thì ta tin rằng những nhà buôn vẫn còn đang quan sát kia sẽ lập tức có lòng tin với đạo thị của chúng ta, thậm chí còn không cần ngươi đến từng nhà tìm bọn họ. Bọn họ sẽ chủ động đến tìm người yêu cầu đi vào đạo thị. Diệp Quân gật đầu, còn gì nữa không? Trấn Nam Tuyết nói tiếp, mạng lưới quan hệ. Mạng lưới quan hệ của Trấn tộc ta rất khổng lồ, có sự giúp đỡ của chúng ta, đạo thị của ngươi muốn mở chợ có thể giảm thiểu rất nhiều phiền phức, không chỉ có thể việc ngươi muốn mở rộng quy mô của đạo thị cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đương nhiên dù không có sự giúp đỡ của Trấn tộc chúng ta Diệp công tử vẫn có thể giải quyết những vấn đề này. Nhưng cũng sẽ cần một khoảng thời gian nhất định, mà thời gian chắc chắn rất quý báu với Diệp công tử, đúng không? Diệp Quân cười đáp, đúng. Trong lòng Trấn Nam Tuyết hơi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Quân đột nhiên nói, khu vực cổ hoang. Trấn Nam Tuyết lắc đầu một cách dứt khoát, Diệp công tử, về khu vực cổ hoang thì chúng ta không thể nào giúp ngươi được, vì nếu chúng ta giúp ngươi chẳng khác nào khai chiến trực tiếp với khu vực cổ hoang. Mà nếu khai chiến với bọn họ sẽ chỉ có lợi cho nhà họ Thần mà thôi, hơn nữa chúng ta cảm thấy khai chiến với khu vực cổ hoang vì đạo thị là một chuyện không đáng giá. Diệp Quân im lặng. Trấn Nam Tuyết lại nói, nhưng chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ ngươi. Diệp Quân cười hỏi, âm thầm. Trấn Nam Tuyết gật đầu, đúng thế, ví dụ như tin tình báo gì đó, ta tin Diệp công tử cần những điều này. Diệp Quân cười nói, vậy thì chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Trấn Nam Tuyết thầm thấy mừng rỡ, người đồng ý rồi à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Trấn Nam Tuyết chớp mắt vì bất ngờ, cô ta không ngờ Diệp Quân lại đồng ý một cách sảng khoái như thế. Diệp Quân nói, Nam Tuyết cô nương, nếu muốn khôi phục đạo thị thì còn cần làm rất nhiều chuyện, mà cô biết đấy, ta còn phải xử lý phiền phức là khu vực cổ hoang, vì thế ta muốn cô tạm thời giúp ta quản lý đạo thị, cô thấy sao? Trấn Nam Tuyết hơi bất ngờ, ta quản lý đạo thị. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Trấn Nam Tuyết hơi khó hiểu, vì sao lại chọn ta? Diệp Quân cười đáp,
vì Nam Tuyết cô nương có năng lực. Trấn Nam Tuyết ngẫm nghĩ rồi nói, Diệp công tử, ta sẵn sàng quản lý đạo thị, cũng tự tin rằng mình có thể quản lý thật tốt, nhưng mà, ngươi không thấy lo lắng gì về gia tộc của ta sao? Diệp Quân lắc đầu, không có gì phải lo lắng cả, ta tin tưởng hai tỷ đệ các cô. Nghe thấy thế, Trấn Nam Tuyết và Trấn Lăng nhìn nhau, cuối cùng Trấn Nam Tuyết gật đầu, nếu Diệp công tử đã tin tưởng chúng ta thì Diệp công tử cứ yên tâm, ta sẽ để đạo thị bắt đầu kinh doanh trong khoảng thời gian nhanh nhất, đồng thời mở rộng quy mô của đạo thị. Diệp Quân cười nói, vậy bây giờ chúng ta thảo luận về khu vực cổ hoang đi. Trấn Nam Tuyết gật đầu, khu vực cổ hoang có 5 vị cao thủ tuyệt thế, trong đó người mạnh nhất là yêu thần, thực lực cao thâm khó lường, không rõ sâu cạn. Tiếp theo là bốn đại yêu vương này đều là cao thủ 6 phần thần tính, hơn nữa bọn họ còn là yêu thú nên sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ, ngoài ra dưới trướng mỗi người bọn họ còn có một quân đoàn yêu thú lớn mạnh. Quân đoàn yêu thú. Diệp Quân ra vẻ đăm chiêu. Vì hắn phát hiện nhị nha rất có khả năng khiến yêu thú sợ hãi, đây là một sự áp đảo về huyết mạch. Trấn Nam Tuyết nói tiếp. Ngoài ra khu vực cổ hoang còn có một chủng tộc bí ẩn tên là thần tộc người khổng lồ, thật ra bọn họ không phải yêu thú, nhưng bọn họ lại là đồng minh với yêu thú của khu vực cổ hoang, quan hệ cực kỳ thân thiết, vì thế ngươi cũng phải cẩn thận với thần tộc người khổng lồ này. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quân, sau đó nói, ta vừa nhận được tin tức khu vực cổ hoang vừa phái người đến Sơn Hải Giới, thu phục toàn bộ yêu thú ở nơi đó. Nghe thấy thế, Diệp Quân nhất thời cau mày, thu phục Sơn Hải Giới. Trấn Nam Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Quân thắc mắc, tại sao? Trấn Nam Tuyết lắc đầu, không biết, chuyện này có hơi kỳ lạ, vì mệnh lệnh này không phải do yêu vương mà là yêu thần tự mình đưa ra. Dưới tình huống bình thường, Sơn Hải Giới vốn không đáng để yêu thần chú ý tới, vì Sơn Hải Giới hiện tại đã không thể bằng với Sơn Hải Giới trước đây. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, thôi mặc kệ bọn họ, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Trấn Nam Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quân, gật đầu, có lẽ Diệp công tử đã có cách đối phó rồi. Diệp Quân đang định đáp lời thì Trấn Nam Tuyết đột nhiên nhíu mày. Diệp Quân hỏi, sao vậy? Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, Diệp công tử, đã có một vị yêu vương rời khỏi khu vực cổ hoang. Diệp Quân cười khẽ rồi nói, chúng ta đi thôi. Dứt lời. Hắn dẫn theo Trấn Nam Tuyết và Trấn Lăng rời khỏi tiểu tháp, Diệp Quân nhìn về phía Trấn Nam Tuyết, việc mở lại đạo thị như thế nào sẽ do cô toàn quyền xử lý. Trấn Nam Tuyết gật đầu, được, ta phải trở về gọi một vài người đến giúp đỡ. Diệp Quân nói, chúng ta hôm khác gặp lại. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân rời đi, Trấn Lăng trầm giọng nói, tỷ tỷ, Diệp công tử này không đơn giản đâu. Trấn Nam Tuyết gật đầu, đúng là như thế. Trấn Lăng thoáng do dự, sau đó nói, hình như chúng ta không thể đại diện cho Trấn tộc. Hai người họ đều không phải thế tử, vì thế thật ra cũng không có quá nhiều quyền phát biểu trong Trấn tộc, lần này sở dĩ phái bọn họ đến xử lý chuyện này một mặt là muốn rèn luyện bọn họ, còn có một lý do là thế tử của Trấn tộc quá bận nên không có thời gian tới, nếu không gần như không thể đến lượt bọn họ. Trấn Nam Tuyết trầm giọng nói, ta biết. Nhưng chúng ta muốn hợp tác với hắn thì chỉ có thể nói như thế thôi, hơn nữa ta cảm thấy chắc là hắn cũng biết quyền phát biểu của chúng ta ở Trấn tộc cũng không lớn. Trấn Lăng hơi nghi ngờ, vậy vì sao hắn còn chọn hợp tác với chúng ta? Chẳng lẽ, hắn thích tỷ tỷ? Trấn Nam Tuyết ngại đến mức đỏ bừng mặt, thẳng tay đánh một cái lên đầu Trấn Lăng, biến. Trấn Lăng, cảm ơn chủ nhân. Sau khi rời khỏi đạo thị, Diệp Quân đi tới một vùng tinh không. Diệp Quân hơi tò mò nhìn cuối tinh không vô tận phía xa, Mộc Nguyên tiền bối, thực lực hai tổ thú âm dương này thế nào ạ? Lúc trước hắn không đi thu phục hai con tổ thú âm dương này là vì thực lực của hắn vốn không đủ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy đã gần đủ rồi. Nhưng hắn vẫn khá tò mò với hai tổ thú âm dương này. Mộc Nguyên trầm giọng nói, đều có cấp bậc thần đạo, nhưng ta không biết là có mấy phần thần tính, vì đã rất lâu không gặp bọn chúng rồi. Diệp Quân chợt hỏi, ông và hai vị thần tướng cũng đạt tới cảnh giới thần đạo rồi nhỉ? Mộc Nguyên cười nói, đúng thế, đây là nhờ có sự giúp đỡ của Diệp công tử cả. Ba người họ đi theo Diệp Quân nên vẫn luôn tu luyện trong tiểu tháp, mà tu luyện 10 năm trong tiểu tháp cũng chỉ tương đương với một ngày bên ngoài,
không chỉ có thể còn có thể sử dụng thoải mái tổ mạch và tổ nguyên. Cũng vì lý do đó nên ba người họ mới thăng cấp nhanh như thế. Lúc này Mộc Nguyên thật sự cảm thấy vô cùng vui mừng vì đã chọn đi theo Diệp Quân, nếu không ông ta muốn đột phá cảnh giới thần đạo là một chuyện quá khó khăn. Nghe thấy lời xác nhận của Mộc Nguyên, Diệp Quân cũng bật cười. Thực lực của Mộc Nguyên và hai vị thần tướng được tăng lên đương nhiên cũng là một chuyện tốt với hắn, dẫu sao Mộc Nguyên và hai thần tướng cũng là trợ tướng đắc lực của hắn. Như nghĩ đến điều gì, Mộc Nguyên đột nhiên nói, thần đồ cũng đã tu luyện đến cấp bậc thần đạo rồi. Thần đồ. Diệp Quân hơi sững sờ, hắn mở lòng bàn tay, thần đồ xuất hiện trong tay hắn. Hắn đã suýt quên mất thần đồ này rồi. Cũng đành chịu, từ sau khi có kiếm Thanh Huyền hắn đã không quá hứng thú với thần vật khác nữa rồi. Lúc này thần đồ vô cùng hưng phấn và hơi rung động. Thật ra lúc đầu nó chỉ còn cách cảnh giới thần đạo một bước, tiếc là một bước này còn khó hơn lên trời. Hơn nữa khi đó địa vị của nó trong thần điện không hề cao, vì thế nó hoàn toàn không có tài nguyên gì, tất cả tài nguyên gần như đều thuộc về thần ấn. Cũng vì lý do đó nên lúc trước nó thăng cấp rất chậm. Mà từ sau khi đi theo Diệp Quân, nó phát hiện chủ nhân mới này rất rộng rãi, không chỉ cho nó tu luyện trong tiểu tháp còn cho nó sử dụng tổ mạch tổ nguyên miễn phí. Quan trọng nhất là còn không cần nó phải làm việc. Việc này cũng khiến nó cảm thấy hơi ngại. Bây giờ nó ngày càng cảm thấy thần ấn kia chắc chắn là một kẻ ngu xuẩn, nếu thần ấn chịu ở lại nơi này thì với thiên phú và sự đặc biệt của nó, chắc chắn nó sẽ thăng cấp lên một tầm cao mới. Cảm nhận được sự hưng phấn của thần đồ, Diệp Quân cười nói, chúc mừng. Thần đồ vui vẻ vội nói, cảm ơn chủ nhân. Diệp Quân cười khẽ, nhưng nghĩ đến điều gì, hắn lấy một quyển cổ tịch màu đen mà thần nhất để lại ra, nhìn cổ tịch màu đen trong tay. Trước kia thần đồ từng nói đây là một quyển sổ thần nhất để lại, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn nó không đơn giản như thế. Tiếc là trước đây hắn giết đạo nhiên quá vội, không kịp hỏi đối phương rốt cuộc đây là cái gì. Mà lúc này Mộc Nguyên đột nhiên nói, Diệp Thiếu đang nghi ngờ rốt cuộc thứ này là gì à? Diệp Quân gật đầu. Mộc Nguyên trầm giọng nói, ta cảm thấy có thể trong đây tiết lộ làm cách nào để đạt tới 10 phần thần tính. 10 phần thần tính. Diệp Quân cau mày, trước mắt đã biết thần nhất là cao thủ có thần tính cao nhất, đã đạt tới 10 phần trong truyền thuyết. Mộc Nguyên nói tiếp, Diệp Thiếu, có lẽ người của nhà họ thần có thể đọc hiểu chữ trên thứ này. Nhà họ thần. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, lúc trước hắn muốn đến thăm hỏi nhà họ thần, mà nhà họ thần này lại nói hắn không có tư cách thăm hỏi. Rõ ràng hắn không thể mang thứ này đến nhà họ thần để hỏi. Diệp Quân không suy nghĩ nhiều nữa mà cất cổ tịch màu đen vào, hắn không hề có hứng thú làm cách nào đạt đến 10 phần thần tính. Dẫu sao hắn cũng không đi con đường thần tính. Nhưng hắn cũng thấy hơi lo lắng. Vì hắn không đi theo thần tính, thế sau khi đến cảnh giới thần đạo hắn phải tu luyện thế nào đây? Đây là một vấn đề. Diệp Quân lắc đầu tạm thời không nghĩ đến vấn đề này nữa, đi tốt con đường trước mắt mới là quan trọng nhất. Diệp Quân thôi suy nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không xa xa rồi nói, Mộc Nguyên tiền bối, còn bao lâu mới đến thế? Mộc Nguyên đáp, sắp rồi. Diệp Quân gật nhẹ đầu, hắn tăng tốc biến thành một tia kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Không lâu sau đó Diệp Quân đi tới một vùng tinh không tĩnh mịch, hắn đưa mắt nhìn xung quanh, tinh quang xung quanh mở tối như một vũng nước đọng, rất không bình thường. Thần thức của Diệp Quân trải ra như một tấm lưới, sau đó hắn cau mày, vì lúc thần thức của hắn tiếp xúc với phạm vi cách đó nghìn trượng thì bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Diệp Quân nhìn về phía xa, nơi đó trống không chẳng có gì cả. Mộc Nguyên trầm giọng nói, Diệp Thiếu, có lẽ phía trước là âm dương giới trong truyền thuyết. Âm dương giới? Diệp Quân hỏi, là nơi ở của hai tổ thú âm dương à? Mộc Nguyên nói, đúng thế. Diệp Quân cười hỏi, ông nghĩ chúng sẽ chịu nói chuyện với ta không? Mộc Nguyên cười khổ, không biết nhưng nếu chúng chịu giúp đỡ thì đó sẽ là một trợ lực lớn với cậu. Diệp Quân gật đầu, bây giờ hắn thật sự rất cần người giúp đỡ. Cũng không thể dựa hết vào gia đình được. Đương nhiên cảm giác dựa vào gia đình thật sự rất thoải mái. Nghĩ đến đây Diệp Quân không khỏi cười ha hả, bây giờ hắn rất hiểu cảm giác của cha năm đó. Sinh ra trong một gia đình thế này, người không muốn làm vua dựa dẫm cũng khó.
Chẳng mấy chốc Diệp Quân đã tiến vào âm dương giới, vừa tiến vào âm dương giới hắn đã cảm nhận được hai hơi thở cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, hư ảnh như có sức mạnh gì đó bao phủ nên vô cùng mơ hồ, không nhìn rõ lắm. Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Lúc này Mộc Nguyên xuất hiện bên cạnh Diệp Quân. Mộc Nguyên chắp tay rồi nói, Thú Thánh Đại Nhanh, đây là Diệp Công Tử, chính là người thừa kế của Thượng Thần. Hư ảnh cất lời, có thần ấn không? Sắc mặt Mộc Nguyên hơi khó coi, vì thần ấn đã bị cướp đi rồi, ông ta thoáng do dự rồi nói, có thần đồ. Hư ảnh cau mày, thần đồ là cái gì? Thần đồ. Thấy đối phương không biết thần đồ, Mộc Nguyên nhất thời hơi lúng túng, vậy phải làm sao đây? Ông ta không còn cách nào khác chỉ có thể nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi lấy quyển cổ tịch màu đen kia ra. Thấy cổ tịch màu đen, hư ảnh kia chậm rãi siết chặt hai tay. Diệp Quân nhìn chằm chằm hư ảnh không nói gì. Một lúc lâu sau đó hư ảnh đột nhiên mở lòng bàn tay, đưa ta xem thử. Nhưng Diệp Quân lại lắc đầu. Với khoảng cách gần như thế chắc chắn đối phương có thể thấy rõ. Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói gì. Bầu không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng. Sắc mặt Mộc Nguyên hơi u ám, lúc này ông ta cũng cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, sao hai tổ thú âm dương này lại có ý muốn cướp đồ vậy? Mộc Nguyên trần trừ một lát rồi nhắc nhở, Thánh Thú Đại Nhân, Diệp Công Tử này thật sự là người thừa kế của Thượng Thần, đừng làm ảnh hưởng hòa khí. Ông ta biết rõ thực lực của Diệp Quân bây giờ hoàn toàn không cần phải sợ Thánh Thú trước mắt, đặc biệt là trong tay Diệp Quân còn có một thần kiếm đáng sợ như vậy. Ngoài ra trong cơ thể Diệp Quân còn có nhị nha cô nương kia, theo phỏng đoán của ông ta nếu nhị nha cô nương kia muốn đánh Thánh Thú trước mắt thì chắc là dễ như bỡn. Ảnh hưởng hòa khí. Thánh Thú kia cười khinh bỉ, Mộc Nguyên ông đang đùa à? Ông tìm bừa một người đến nói là người thừa kế của chủ nhân, sau đó muốn chúng ta đi theo, ông chắc chắn đầu óc của ông không có vấn đề gì chứ? Mộc Nguyên xa sầm mặt. Diệp Quân lắc đầu rồi quay đầu nhìn về phía Mộc Nguyên, chúng ta đi thôi. Mộc Nguyên gật đầu, ừm. Lúc này ông ta mới hiểu được một chuyện là những người và thú trước đây chỉ tôn trọng thần nhất, bọn họ hoàn toàn không thừa nhận Diệp Quân. Dù bọn họ biết Diệp Quân thật sự là người thừa kế của thần nhất bọn họ cũng sẽ không thừa nhận, vì trong mắt bọn họ Diệp Quân hoàn toàn không có tư cách kế thừa truyền thừa của thần nhất, bọn họ mới là người có tư cách nhận được truyền thừa nhất. Dù sao bọn họ đều là người từng đi theo thần nhất trước đây. Nghĩ thế Mộc Nguyên không khỏi lắc đầu cười khẽ, ông ta vẫn suy nghĩ đơn giản quá rồi. Nhưng đồng thời ông ta lại thấy hơi không phục, bây giờ Diệp Quân thật sự không mạnh bằng thần nhất, nhưng ông ta biết rõ thành tựu của thiếu niên trước mắt trong tương lai chắc chắn sẽ không thua kém gì thượng thần thần nhất. Đương nhiên ông ta sẽ không nói ra những suy nghĩ này vì ông ta biết chắc chắn những người gọi là thần kia sẽ coi thường. Mộc Nguyên xoay người rời đi theo Diệp Quân. Diệp Quân cũng không hề thấy thất vọng mà còn rất bình tĩnh, dù là những yêu thú ở Sơn Hải Giới hay hai thánh thú trước mắt, nếu họ đồng ý đi theo hắn đương nhiên là tốt, nhưng nếu không muốn đi theo hắn thì cũng chẳng sao. Cố gắng nâng cao thực lực của mình mới là cách tốt nhất. Nhưng lúc này hư ảnh kia chợt nói, đợi đã. Diệp Quân xoay người nhìn về phía hư ảnh kia, có chuyện gì sao? Hư ảnh nhìn chằm chằm Diệp Quân, để quyển cổ tịch kia lại. Để cổ tịch lại. Nghe thấy lời của hư ảnh sắc mặt Mộc Nguyên lập tức trở nên khó coi, Thánh Thú Đại Nhân, cổ tịch đó là do Thượng Thần để lại cho Diệp Công Tử, ông. Im miệng. Hư ảnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộc Nguyên. Mộc Nguyên giận dữ nói, Thánh Thú ông điên rồi sao? Cậu ấy là người thừa kế do Thượng Thần chọn, ông muốn cướp đồ của hắn có từng nghĩ tới Thượng Thần chưa? Hư ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Nguyên, nếu ông còn không chịu im miệng lát nữa ta sẽ nuốt sống ông. Xúc vật. Mộc Nguyên giận dữ mắng, đồ xúc vật không có não nhà ngươi, ngươi cho rằng ông đây đang mắng ngươi à? Ông đây là đang cứu ngươi đấy đồ ngu. Láo xược. Hư ảnh kia giận dữ vung tay áo, một khí thế đáng sợ kéo về phía MNG, khí thế yêu thú mạnh mẽ lập tức chấn động khiến toàn bộ tinh không sôi trào. Cảnh giới thần đạo bốn phần thần tính. Mà vào khoảnh khắc hư ảnh kia ra tay, Diệp Quân đột nhiên vung tay áo để kiếm thanh huyên bay đi. Oanh! Hư ảnh kia lập tức bị chém lùi xa cả vạn trượng, ông ta vừa dừng lại đã có tiếng rắc rắc vang lên do thứ gì đó nứt ra.
Hư ảnh kia ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quân với ánh mắt khó tin, thanh kiếm này của ngươi là kiếm gì mà có thể chém vỡ thân thể của ta? Diệp Quân lạnh nhạt nhìn thoáng qua hư ảnh, sau đó hóa thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Thấy Diệp Quân ra tay, Mộc Nguyên lắc đầu thở dài, ta thật sự muốn cứu ngươi mà. Thấy Diệp Quân đánh tới, sắc mặt thánh thú lập tức biến đổi. Nếu là vừa nãy, thánh thú còn khá coi thường Diệp Quân, nhưng giờ phút này, thánh thú đã bắt đầu cảm thấy hơi kiêng dè. Chỉ một nhát kiếm đã có thể phá tan cơ thể của thánh thú. Người trước mắt thật sự chỉ đạt tới cảnh giới đế quân thôi sao? Sao có thể chứ? Ngay lúc thanh thú đang cảm thấy khó tin, thanh kiếm của Diệp Quân đã giết tới trước mặt. Hư ảnh không dám lơ đễnh, lập tức hét lên, bất chợt đấm một cú về phía Diệp Quân. Hư ảnh vẫn lựa chọn cách đối đầu trực diện. Hư ảnh không tin người chỉ đạt tới cảnh giới đế quân ở trước mặt này lại có thể vượt qua mình. Hư ảnh muốn thử một lần. Phịch! Khi nắm đấm và thanh kiếm vừa tiếp xúc, một người một thú liên tục bị đẩy lui, lúc hư ảnh lùi lại, cánh tay bỗng nổ tung thành từng mảnh, không chỉ vậy, cơ thể bị nứt ra giống như mạng nhện, máu tươi chậm rãi chảy ra, trông vô cùng kinh khủng. Hư ảnh mới vừa dừng lại, còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào giữa trán. Ầm! Hư ảnh bị cố định tại chỗ, không thể động đậy. Khoan đã! Lúc Diệp Quân đang định ra tay chém chết, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Diệp Quân khẽ cau mày, xoay người nhìn sang, cách đó không xa có một cô gái đang bước tới, cô gái mặc váy hồng, xinh đẹp diễm lệ. Lúc này, Mộc Nguyên trầm giọng nhắc nhở âm thú. Diệp Quân nhìn cô gái trước mắt, không nói gì, lặng lẽ chờ đợi cô gái nói tiếp. Cô gái cúi người về phía Diệp Quân, mong Diệp công tử tha cho dương thú một con đường sống, hai người bọn ta bằng lòng đi theo Diệp công tử. Diệp Quân bình tĩnh nói, không cần. Dứt lời, hắn vung kiếm lên. Xoẹt! Hư ảnh bị kiếm thanh huyên nuốt chửng. Sắc mặt cô gái lập tức trở nên dữ tợn, cô ta nhìn chằm chằm Diệp Quân, nắm chặt hai tay, nhưng lại không ra tay. Diệp Quân thản nhiên nhìn cô gái, lúc dương thú định cướp bóc, ngươi ở trong bóng tối, tại sao ngươi không ra ngăn cản? Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân cười nói, đánh thắng thì giết, không đánh được thì cầu xin tha thứ sao? Cô gái hơi cúi đầu, không để Diệp Quân nhìn thấy được nỗi căm hận trong mắt cô ta. Diệp Quân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, một thanh kiếm chợt giết về phía cô gái, sắc mặt cô gái nhanh chóng biến đổi, không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay cô ta tung ra một chiêu, một luồng khí tức đáng sợ bộc phát từ trong cơ thể cô ta, nhưng trong phút chốc đã bị đâm bởi kiếm thanh huyên. Thanh kiếm xuyên thẳng qua ngực cô gái. Cô gái không thể tin nổi nhìn chằm chằm Diệp Quân, ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta không sợ ngươi trả thù, tuy nhiên, ta sẽ không để cho ngươi có cơ hội này. Dứt lời, hắn vung kiếm. Xoẹt! Cô gái nhanh chóng bị nuốt chửng bởi kiếm thanh huyên. Diệp Quân cất hai chiếc nhẫn không gian, sau đó xoay người rời đi. Tại chỗ, Mộc Nguyên thấp giọng thở dài, sắc mặt phức tạp. Khi hai tổ thú âm dương đi theo thần nhất, chúng vô cùng cung kính khiêm tốn, hơn nữa, khi đó, bọn chúng quản lý tất cả yêu thú trong vũ trụ thần nhất, tính cách rất tốt. Ông ta không ngờ rằng, hai tổ thú âm dương hôm nay lại tham lam như vậy. Quả nhiên, ai rồi cũng khác. Nhân tính. Lúc này Mộc Nguyên chợt hiểu tại sao thần nhất lại không đích thân xử lý những người này. Bởi vì thất vọng. Rất thất vọng. Khi nhân tính không bị ràng buộc, thì sẽ lộ ra bản chất thật. Việc dùng tình yêu để cảm hóa tất cả mọi người trên thế giới là hoàn toàn vớ vẩn, chỉ có tài năng và ý chí kiên cường mới có thể trấn áp được bản tính xấu xa của con người. Nghĩ đến đây, Mộc Nguyên không khỏi quay đầu nhìn về chỗ Diệp Quân ở phía xa. Ông ta phát hiện ra một điều, Diệp Quân bình thường rất dễ nói chuyện, tính tình cũng rất tốt, nhưng khi người này trở nên tàn nhẫn thì cũng rất tàn nhẫn, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Mộc Nguyên nhìn xung quanh, sau đó xoay người rời đi. Bên ngoài âm dương giới, Mộc Nguyên đi theo Diệp Quân, nhiều lần muốn lên tiếng nhưng lại thôi. Diệp Quân cười nói, tiền bối Mộc Nguyên muốn nói gì sao? Mộc Nguyên hơi do dự, sau đó nói, Diệp công tử, lần này là sơ sót của ta. Diệp Quân lắc đầu, không liên quan đến ông, chờ sau khi ta xử lý xong toàn bộ chuyện ở này,
ta sẽ đến nơi được gọi là thần điện, cắt đứt quan hệ với từng thuộc hạ của thần nhất năm đó. Mục Nguyên gật đầu, nên vậy. Vũ trụ thần nhất chắc chắn cần phải thống nhất, mà Diệp Quân muốn thống nhất vũ trụ thần nhất, thì thứ đầu tiên phải giải quyết chính là thần điện. Thật ra đối với Diệp Quân mà nói, dù thần điện hay khu vực cổ hoang, hắn đều không quan tâm lắm, điều mà hắn thật sự quan tâm là quá khứ tông. Quá khứ tông đã lâu không có động tĩnh gì, điều này khiến hắn cảm thấy hơi bất an. Cô gái kia chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua như vậy. Diệp Quân lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía hai chiếc nhẫn không gian trong tay, hơi kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, hai tổ thú lại có tới bốn tổ mạch. Bốn tổ mạch, cộng với số tổ mạch của hắn, bây giờ hắn đã có tới 24 tổ mạch. Nhưng vẫn chưa đủ, bởi vì hắn muốn bồi dưỡng thêm càng nhiều cường giả cảnh giới thần đạo, so với việc chiêu mộ cường giả cảnh giới thần đạo, chỉ bằng tự mình bồi dưỡng, dù sao cũng có tiểu tháp, không mất quá nhiều thời gian. Như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía Mộc Nguyên, sau đó nói, ông làm giúp ta một việc. Mộc Nguyên vội nói, xin cứ căn dặn. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, ông đi chiêu mộ giúp ta một vài thần tướng năm đó vẫn còn sống sót, chỉ cần bọn họ bằng lòng đi theo ta, ta sẽ cố gắng hết sức giúp bọn họ đạt tới cảnh giới thần đạo. Hắn phát hiện, tố chất chiến đấu của những thần tướng đó đều rất tốt, nếu có thể bồi dưỡng thành cường giả cảnh giới thần đạo, sức chiến đấu chắc chắn sẽ không tầm thường. Mục Nguyên cười nói, đây là một ý kiến hay, những thần tướng kia đều được thần điện tận tâm bồi dưỡng, nếu bọn họ có thể đạt tới cảnh giới thần đạo, sức chiến đấu của bọn họ sẽ vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, bọn họ không có cái gọi là sự kiêu ngạo của các vị thần, khá dễ chiêu mộ. Diệp Quân gật đầu, ông hãy mang theo một ít tổ nguyên. Nói xong, hắn đưa cho Mộc Nguyên một chiếc nhẫn không gian. Trên thế giới này, chỉ nói suông thì chưa đủ, vẫn phải cho điều gì đó thực tế mới được. Mộc Nguyên nhận lấy chiếc nhẫn không gian, sau đó nói, cậu Diệp cứ chờ tin tức của ta. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Sau khi Mộc Nguyên rời đi, Diệp Quân nhìn về phía cuối tinh không, nhẹ giọng nói, chắc mẹ sắp tới rồi nhỉ. Hắn biết, với năng lực của mẹ hắn, rất nhiều thế lực của Tuế Nguyệt Trường Hà đã được thống nhất, mà sau khi thống nhất các thế lực của Tuế Nguyệt Trường Hà, thực lực của Dương tộc chắc chắn sẽ tăng lên, với thực lực hiện giờ của Dương tộc, đến thời đại cổ xưa này, không dám nói là có thể càn quét tất cả mọi thứ, nhưng chắc chắn là không có nhiều kẻ thù. Đương nhiên, nếu ông nội và cha cũng gia nhập, thì chắc chắn có thể càn quét tất cả. Hắn biết rất rõ, cha và ông nội bây giờ chắc chắn không có hứng thú với những thứ này. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, đang định xoay người rời đi, nhưng ngay lúc này, dường như cảm nhận được gì đó, hắn cau mày, xoay người nhìn lại, thời không cách đó không xa đột nhiên rung động, một luồng khí tức đáng sợ đang cuồn cuộn kéo tới. Người chưa tới, khí tức đã tới. Khu vực cổ hoang. Diệp Quân lẳng lặng nhìn thời không, chẳng mấy chốc, thời không đột nhiên chậm rãi nứt lìa, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo bào rộng lớn từ từ bước ra. Khi người đàn ông trung niên này bước ra, toàn bộ tinh không bắt đầu tan biến. Sắc mặt Diệp Quân vẫn bình tĩnh. Lúc này, Nhị Nha dẫn theo Tiểu Bạch xuất hiện bên cạnh Diệp Quân, Nhị Nha thản nhiên nhìn người đàn ông trung niên, liếm kẹo hồ lô, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Tiểu Bạch ngồi ở trên bả vai Nhị Nha nhìn người đàn ông trung niên, vung nắm đấm nhỏ, sau đó lại vỗ vai Nhị Nha. Ý như muốn nói, muốn đánh nhau sao? Người ở bên cạnh ta đánh nhau rất giỏi đấy. Sau khi người đàn ông trung niên bước ra, ông ta quan sát Nhị Nha và Tiểu Bạch, cuối cùng mới liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, nghe nói khu vực cổ hoang có bốn yêu vương, không biết ông là ai. Người đàn ông trung niên lắc đầu, ta không phải yêu vương. Diệp Quân cau mày, trong lòng hơi khiếp sợ, thần tính của người trước mắt này ít nhất cũng đã đạt tới 6 phần, vậy mà không phải là yêu vương. Hình như hắn đã đánh giá thấp khu vực cổ hoang rồi. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta là yêu tướng Bắc Phong, thuộc hạ của Bắc Tề Vương, hôm nay ta tới đây là để lấy đầu của ngươi. Diệp Quân cười nói, đầu của ta ư? Người đàn ông trung niên gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân cười ha hả, nếu ông có bản lĩnh thì tới đây mà lấy. Người đàn ông trung niên nói, đến ngay đây. Dứt lời, ông ta bước thẳng về phía trước một bước, đấm mạnh về phía Diệp Quân.
Diệp Quân nhìn về phía nhị nha không có ý định ra tay. Diệp Quân kéo vạt áo nhị nha bình tĩnh nói, quá yếu, người tự giải quyết đi. Nói xong, cô bé đưa Tiểu Bạch trở lại bên trong tiểu tháp. Khuôn mặt Diệp Quân cứng đờ. Quá yếu ư. Bất lực, Diệp Quân chỉ có thể đích thân ra tay, thân hình hắn rung chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang giết về phía Bắc Phong. Lần này, hắn không dùng kiếm Thanh Huyên. Bởi vì hắn muốn xem thực lực thật sự của cường giả cảnh giới thần đạo có 6 phần thần tính là như thế nào. Nhưng một khắc sau, vùng tinh không đột ngột sụp đổ, Diệp Quân bị một sức mạnh khủng khiếp đánh bay ra hàng vạn trượng. Ngay khi vừa dừng lại, cơ thể hắn xuất hiện vô số vết nứt, sau đó, trong miệng phun ra một ngụm máu. Chỉ một cú đấm đã làm hắn bị thương nặng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về chỗ Bắc Phong ở phía xa, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Lúc này hắn mới nhận ra, cường giả cảnh giới thần đạo có 5 phần thần tính không thể nào so sánh được với cường giả có 6 phần thần tính, đúng là khác biệt một trời một vực. Bắc Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, không nói lời nào, ông ta lại một lần nữa bước lên trước, sau đó, vung nắm đấm về phía Diệp Quân. Không có bất kỳ đòn thừa thãi nào, vô cùng đơn giản, trực tiếp, nhưng cũng rất bạo lực, cú đấm này mang theo sức mạnh khủng khiếp hủy diệt trời đất khiến Diệp Quân không thở nổi. Ánh mắt Diệp Quân lạnh như băng, trong đầu hắn vừa thoáng qua một ý niệm, trong phút chốc, cơ thể hắn phát ra hàng nghìn ý kiếm, đó nhanh chóng hội tụ thành một thanh kiếm. Thời không tuế nguyệt chồng chéo. Đối đầu trực diện. Ngay khi nắm đấm và thanh kiếm tiếp xúc, vô số kiếm quang vỡ tan tành, sau đó, Diệp Quân lại bị đánh bay ra ngoài. Khoảnh khắc Diệp Quân bị đánh bay, Bắc Phong đột nhiên đấm mạnh về phía Diệp Quân, hét lớn, tinh hà vỡ nát. Cú đấm này vừa được tung ra, vô số quyền mang tràn ngập khắp tinh hà, bỗng chốc toàn bộ tinh hà vô tận hóa thành cho bụi, trở thành một mảnh đen tối. Dầm. Diệp Quân bị một quyền đánh bay vạn trượng. Tinh không xung quanh trở nên đen kịt, quyền ý và sức mạnh cuồng bạo không ngừng tàn phá, dường như muốn hủy diệt tất cả. Sau khi dừng lại, một vệt máu trào ra từ khóe miệng Diệp Quân, không chỉ vậy, cơ thể hắn đã bị xé nát, máu tươi không ngừng phun ra. Diệp Quân lau vết máu nơi khóe môi, hắn nhìn về phía Bắc Phong, trong mắt không chút sợ hãi, ngược lại, ý chí chiến đấu càng thêm mạnh mẽ. Đây mới là cường giả thực sự. Diệp Quân xòe tay ra, trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm ý như thủy triều tuôn ra từ lòng bàn tay hắn. Lúc này, Bắc Phong lại tung một cú đấm về phía hắn. Với cú đấm này, kiếm ý vô địch trong khu vực của Diệp Quân ngay lập tức bị khống chế. Nhưng Diệp Quân không tiến mà lùi, đâm kiếm về phía trước. Vẫn lựa chọn đối đầu trực diện. Đến cấp bậc như bọn họ, bất kỳ kỹ năng nào cũng trở nên vô dụng. Bởi vì sức mạnh của ai cũng đủ để phá hủy tinh hà, vì vậy cái gọi là kỹ năng vô cùng nực cười trước sức mạnh này. Một lực mạnh giáng xuống. Khi quyền và kiếm tiếp xúc, một luồng sức mạnh đáng sợ bùng phát ngay trước mặt hai người họ. Diệp Quân lại bị đánh bay, nhưng lần này, Bắc Phong đột nhiên nhảy lên rồi lao về phía Diệp Quân, như diều hâu vồ lấy con mồi. Bùm! Lúc này, Diệp Quân cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt trời đất phóng về phía hắn. Sức mạnh kia bóp nghẹt hắn, khiến hắn không cách nào hô hấp. Diệp Quân gầm lớn, huyết mạch phong ma trong cơ thể lập tức thức tỉnh. Bùm! Trong nháy mắt, xung quanh biến thành biển máu. Diệp Quân vung kiếm, kiếm quang phóng ra vạn trượng. Bùm! Nhưng trong chớp mắt, kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lại bị đánh bay, có điều, lần này hắn chỉ lùi lại ngàn trượng. Cho dù đã kích hoạt huyết mạch phong ma được, nhưng vẫn không đủ sức mạnh để chống lại Bắc Phong. Lần này, Bắc Phong không tiếp tục ra tay, ông ta quan sát Diệp Quân, sức mạnh huyết mạch. Diệp Quân lau đi vết máu ở khóe miệng, nhếch môi cười nói, lại lần nữa. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía Bắc Phong. Bắc Phong nhíu mày, bởi vì ông ta phát hiện năng lực trị thương của Diệp Quân rất nhanh, bình thường mà nói, Diệp Quân tiếp ba quyền của ông ta, không chết thì cũng bị thương nặng. Mất đi năng lực chiến đấu, nhưng Diệp Quân lại không như vậy. Điều này hơi bất thường. Không nghĩ nhiều nữa, Bắc Phong tiến lên một bước, tay phải nắm chặt thành quyền, tâm pháp trong cơ thể chuyển biến, trong chớp mắt, luồng ánh sáng vàng từ trong cơ thể bùng ra,
những luồng ánh sáng vàng đó tụ vào cánh tay phải của ông ta, sau đó ông ta tung cú đấm về phía Diệp Quân. Rầm. Cú đấm này vừa tung ra, một tiếng nổ lớn như sấm vang vọng trên tinh không. Bùm. Kiếm quang vỡ vụn, Diệp Quân lại bị đánh bay. Nhưng lần này, Bắc Phong không định cho Diệp Quân cơ hội nào nữa, ông ta lập tức đuổi theo Diệp Quân. Đúng lúc này, Diệp Quân đang lùi về phía sau lại xuất kiếm. Sắc mặt Bắc Phong lập tức thay đổi. Bùm. Một luồng kiếm quang bùng lên, Bắc Phong lùi lại vị trí ban đầu. Sau khi dừng lại, Bắc Phong nhìn tay phải của mình, trên nắm đấm có vết kiếm rất sâu, ông ta ngẩng đầu nhìn Diệp Quân với vẻ khó tin, hai loại sức mạnh huyết mạch. Lúc này, Diệp Quân đã kích hoạt huyết mạch phàm nhân, trong người có 90% huyết mạch phàm nhân. Sau khi kích hoạt huyết mạch phàm nhân, Diệp Quân cảm nhận được sức mạnh vô tận. Loại sức mạnh này khiến người bị giãn ra. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Bắc Phong cười nói, thật thú vị. Nói xong, ông ta dậm chân phải. Dầm. Hư không vỡ vụn, Bắc Phong lao về phía Diệp Quân như một quả đạn pháo. Gần như cùng lúc đó, Diệp Quân cũng biến mất tại chỗ, kiếm quang xẹt qua. Dầm dầm. Ngay sau đó, những tiếng nổ vang lên giữa trời đất. Diệp Quân càng lúc càng trở nên dũng mãnh hơn, mặc dù hắn vẫn bị áp chế hoàn toàn, nhưng khí thế không hề thua kém Bắc Phong, chỉ là thực lực vẫn kém xa, dù sao cảnh giới của Bắc Phong cũng cao hơn hắn, hơn nữa còn là một con yêu thú. Sức chiến của yêu thú mạnh hơn nhiều so với cường giả cùng cấp bậc, mà vị trước mắt còn không phải yêu thú thông thường. Nếu dùng kiếm thanh huyên, hắn có thể dễ dàng phá vỡ phòng ngự của Bắc Phong, nhưng lần này hắn không muốn dùng. Hắn muốn đấu một trận công bằng. Bùm! Hai người lại đồng thời lui về phía sau ngàn trượng rồi mới dừng lại. Sau khi dừng lại, huyết mạch trong người Diệp Quân sôi trào, từng luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ không ngừng phun ra từ trong cơ thể, sau đó lan tỏa xung quanh. Trên người Bắc Phong cũng tỏa ra luồng khí tức yêu thú mạnh mẽ, ông ta nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, cho đến bây giờ ông ta cũng rất kinh ngạc. Vì ông ta không ngờ chàng trai cảnh giới đế quân trước mặt lại mạnh tới vậy, có thể đánh với ông ta đến tận bây giờ. Thật bất ngờ. Bắc Phong chậm rãi mở mắt, ông ta quyết định không trì hoãn nữa, bởi vì ông ta phát hiện chàng trai trước mặt ngày càng mạnh. Thiên tài chiến đấu. Gánh nặng tâm lý. Càng trì hoãn thì ông ta càng bất lợi. Bắc Phong đột nhiên mở mắt. Bùm. Một bức tượng thần cao ngàn trượng đột nhiên xuất hiện phía sau Bắc Phong. Dùng thần tính ngưng tụ thành thần tượng. Thấy Bắc Phong ngưng tụ tượng thần, Diệp Quân cũng từ từ nhắm mắt lại, huyết mạch phong ma và huyết mạch phàm nhân trong cơ thể dâng trào, cả hai luồng sức mạnh huyết mạch đáng sợ tràn đầy trong cơ thể hắn. Lúc này, tượng thần phía sau Bắc Phong đã ngưng tụ xong, thần tượng cao tới ngàn trượng, sừng sững giữa tinh không, uy nghiêm không gì sánh được, tản ra khí tức hủy diệt trời đất. Lúc này, cả tinh hà đều trở nên nhỏ bé trước mặt tượng thần. Bắc Phong tức giận nghiêng người, tung một quyền. Tượng thần cũng tung một quyền. Quyền này thiêu rụi cả tinh hà, sau đó hoàn toàn biến mất. Uy lực của quyền này mạnh hơn nhiều so với quyền trước. Diệp Quân mở mắt, trong mắt là biển máu, hắn rút kiếm chém tới. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Kiếm này hội tụ sức mạnh của hai loại huyết mạch. Hai người đều tung ra những đòn mạnh nhất. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang vọng trong không trung. Sau đó từng luồng sức mạnh đáng sợ tràn ra xung quanh. Nhưng lúc này, tượng thần sắp bị phá vỡ lại tung cú đấm về phía Diệp Quân. Cú đấm cuối cùng. Sau khi tung cú đấm, tượng thần trở nên hư ảo, sức mạnh của cú đấm này còn mạnh hơn cú đấm vừa rồi. Thấy vậy, Diệp Quân không màng tới cơ thể khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, vô số kiếm ý trong cơ thể phóng ra, sau đó hóa thành kiếm quang chém về phía cú đấm kia. Lúc này, tinh không tăm tối tràn ngập kiếm quang. Vô số kiếm quang va chạm với quyền ý, từng luồng sức mạnh đáng sợ hóa thành sóng xung kích, tỏa ra xung quanh. Cả tinh hà trở nên hỗn loạn. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, cơn bão sức mạnh mới dần lắng xuống, lúc này, Diệp Quân và Bắc Phong cách nhau mấy vạn trượng. Một người một thú nhìn nhau từ xa. Sắc mặt Diệp Quân tái nhợt, toàn thân nứt ra như mạng nhện, máu tươi tràn ra. Đối diện hắn, tình trạng của Bắc Phong cũng không tốt, sắc mặt ông ta tái nhợt, trên người có mấy chục nhát kiếm,
tuy không sâu nhưng kiếm của Diệp Quân đã xuyên qua lớp phòng ngự của ông ta, dù sao cũng mang theo sức mạnh của hai loại huyết mạch. Bắc Phong nhìn Diệp Quân với vẻ mặt khó coi, điều lạ thường nhất trên người Diệp Quân không phải là sức mạnh huyết mạch, mà là khả năng tự phục hồi, nếu không có khả năng tự phục hồi nhanh chóng thì Diệp Quân đã chết từ lâu rồi. Không thể đánh chết tên này, trừ khi có một đòn sát chiêu. Nghĩ vật, Bắc Phong cảm thấy vô cùng bất lực vì ông ta không có cách nào để giết Diệp Quân bằng một đòn. Ông ta không ngờ mình lại bất lực trước một vị cường giả cảnh giới đế quân, đương nhiên Diệp Quân cũng không thể làm gì ông ta trong thời gian ngắn này. Nhưng ông ta biết rõ nếu cứ tiếp tục trì hoãn thì ông ta sẽ gặp bất lợi. Lúc này, thương thế trên người Diệp Quân đã bình phục cơ bản, thấy vậy, Bắc Phong càng nhíu chặt mày hơn. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn Bắc Phong, lại lần nữa. Nóng xong hắn lại hóa thành một đạo kiếm quang phóng về phía Bắc Phong. Nhát kiếm này càng mạnh mẽ hơn. Thấy Diệp Quân đánh tới, Bắc Phong cũng lao lên. Đánh đến nước này, chỉ có một trong hai bên có thể sống sót, lúc này, ai nhường người đó thua. Vì vậy lúc này chỉ có thể đánh đến cùng. Cứ như vậy, Diệp Quân và Bắc Phong điên cuồng chiến đấu, mỗi nhát kiếm, mỗi cú đấm đều cùng hết sức lực, thời không xung quanh hai người liên tục bị phá vỡ, cuối cùng bị sức mạnh của hai người xóa sổ hoàn toàn. Khi trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt, thần thức của Diệp Quân cũng dần kém đi, đồng thời sức chiến của hắn càng lúc càng mạnh, cuối cùng, khi hắn đối đầu trực diện với Bắc Phong, hắn không hề yếu thế. Bắc Phong càng đánh càng mạnh, bởi vì ông ta phát hiện thương thế của Diệp Quân phục hồi quá manh, nhanh đến mức ông ta cảm thấy bất thường, nếu đánh tiếp, ông ta chắc chắn sẽ bị chàng trai này ép chết. Nhưng nếu thua một cường giả cảnh giới đế quân thì ông ta sẽ bị tất cả yêu thú giễu cợt cả đời, ông ta không thể chịu nổi điều này. Nghĩ đến đây, ông ta thầm niệm một đoạn chú cổ, một lát sau, một đạo hư ấn từ trong cơ thể ông ta phóng lên trời. Bùm! Trong nháy mắt, Diệp Quân đã bị đạo hư ấn kia đánh bay. Đạo hư ấn hóa thành thần quang luẩn quẩn trong tinh không, vô số sợi xích tinh phóng về phía Diệp Quân, trong nháy mắt đã trói chặt khu vực quanh Diệp Quân. Lúc này, Diệp Quân không thể động đậy được nữa. Thần vật của cường giả cảnh giới thần đạo. Hơn nữa còn là thần vật có thần tính. Thấy vậy, Diệp Quân nhíu mày nói, ông định dùng ngoại vật sao? Bắc Phong nhìn chằm chằm Diệp Quân, người cũng có thể dùng. Diệp Quân trầm mặc một lát rồi nói, ta vốn còn có chút gánh nặng tâm lý, nhưng ông đã nói vậy thì. Vừa nói hắn vừa xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 66.